Bi ơi, bi bi. Cho nó nhỏ nè. Kiếm cái đầm này size nhỏ nhất. Kiếm cái đầm này size nhỏ nhất đi. Đầm nó có đi size. Để ngồi kiểm tra từng con luôn á. Cái này là bi dở lên, bi thấy nó nhỏ nhỏ đó. Ngọt ngào thịt trao nào. Rồi nó không có sao trên mày, giờ phải ngồi so luôn. Đúng rồi. Comment cảm nhận cái nào nhỏ. Lâm Anh Trần thì một cái nè. Cái dịch vụ Úc Kiệt một cái nè. Kiểm tra đi. Hello. Hello mấy chị. Sao nó không ghi sai vậy hả bà ta? Thôi bự bự thôi. Cái đó đã đưa vô đây chuẩn bị like nè, ngồi đại đi con ơi. Ở nhà giờ đâu có còn chỗ. Hello mấy chị. Bữa nay lên ít ít rồi đi build nha. Tối nay build ai ít build nhiều gì cũng đi hết trơn. Đưa đưa loi hết lên đi. Mày ngồi thay gì mày làm đi. Đưa hết đi đó lên đây. Em nghe gì không hơi. Im đi, dịch vụ Út Kiệt 250 nè. Im đi nha. Alo. Tôi có cái bụng cờ mù lậu. Dịch vụ Út Kiệt. Dịch vụ, vô du nặng vụ. Nó đi chỗ nè. Chết vậy á. Em nghe gì không hỡi em. Còn bẫy có bẫy thôi. Con chim nó hót vang đầu hè. Con chim kiền tiền tiền tiền. Đen 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 đen. Hót đi chim, hót đi chim. Hót đi chim. Ai nói gì vậy? Trời nghe giọng con này ghê quá. Hello em Nguyễn Hiệp. Em cho gà cho chị ăn chưa mà em vô em coi live stream vậy em Nguyễn Hiệp. Chị có thử cái nhỏ không? 2x dịch vụ. Nãy ai ăn có dịch vụ kìa con không? 2x cũng bự. Rồi đưa hết đây. Em nghe gì không hơi chim. Rồi của Lâm Anh Trần thì là lụm 1-2 cái nhỏ để lại mình bán thôi. Bọn này bự quá. Chim ơi chim, chim ơi chim chim. Trời ơi cái nhà giống cái động quá. Kêu bán rút hàng lại. Em nghe gì không hơi chim. Con chim nó chim 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 chim. Rồi hốt vô đây. Rồi bị hốt vô đây. Bi là cuộc sống của đời mình. Bi hốt vào đi. Bi hốt vào đi. Em đang gửi cho sư phụ trì chú 10 dòng trầm. 10 dòng trầm tóc. Chị chú bình an sức khỏe nha. Chị nào tới nhà em khai trương shop nha. Tặng hết. Tặng hết nha mấy chị nha. Ôi ôi tặng hết nha. Ai tới nhà em. Ủa Lâm Anh Trần Thị có chưa con? Rầu. Rầu cái thằng cha mày cho rầu. Rầu cái mù đậu đó cho rầu. Anh Bảy ơi. Bảy ơi Bảy xuống thêm bao đồ đi xuống nhà dưới rồi đưa bao đồ phone đi cho em. Ngừng đi. Nè đưa bao đưa xuống gì dữ. Đưa bao đây nè. Ông bớt rầu dúng nó nha đưa xuống gì dữ. Rồi đưa cái bao đầm mà hoa lá hẹ hoa lá cành lên đây này. Rồi để cho anh Phước khiêng cho em khiêng nổi nè. Hoa lá hẹ hoa lá cành. Rồi á rầu ở đây. Ai nói gì thì mình cũng nghe. Ai nói gì thì đừng có nghe. Tặng cho anh cái đầm. Giờ không thích bán để coi thử bán hay tặng. Để tôi coi thử tôi nên bán hay nên tặng cho mấy chị chứ. Không. Đẹp không? Ừ để bán rẻ rẻ không tặng. Nào tặng tặng nào bán nha. Ai nói gì thì mình cũng nghe. Tặng nè. Tặng nè size nhiêu. Ừ size nhỏ. Con này size nhỏ nha. Con này size nhỏ tặng nè. Con này size khoảng cỡ 50kg nè. Đó tặng. Chị nào có chia sẻ tặng nha. Chị nào có chia sẻ live stream mà có bill ở nhà em tại lúc này em tặng. Con này size mấy bao anh? 2 bao hả?
À, bê kiểm tra phải bộ caro mà ngồi kia không bê? Để đem ra sắp trên kệ luôn. À, chị nào có bill nhà rau là đặc sản Phú Yên đúng rồi Ngân, cho nên nó ngồi nó nhái theo không thấy hả? Chị Yên Nguyên là người chia sẻ nè rau, tặng chị Yên Nguyên nè, tặng luôn, tặng cho chị Yên Nguyên luôn. Rau tiếp tục, tặng luôn, có chia sẻ là rằng nè, tiếp tục nè. Áo size nhỏ ở sau là thun lạnh nha, ở trước là vôn nha. Nha rồi tặng mẹ, mẹ tặng về mấy chị, tặng mẹ mấy chị nha. Rồi chốt giùm em, chị nào có chia sẻ livestream và có bill ở nhà em tặng ha. Chị nào có chia sẻ livestream và có bill ở nhà em, à, giả bộ tặng em cái làm quen. Ừ rồi tặng cái làm quen luôn. Đào Ngọc Bích nè, tặng cho Đào Ngọc Bích cái làm quen. Quen chưa, quen chưa chị? Chưa quen để biết tặng tiếp nha. Dạ ôm cái gì, quen chưa? Nè size nhỏ xíu nè, nhỏ xíu có chút biểu em thương. Ôi khác cái gì vậy? Nó bị điên. Cái này size nhỏ nè ha. Cái này size nhỏ là tặng cho Nguyễn Hương nhà bè nè con. Tặng cho Nguyễn Hương nhà bè nè. Đó. Rồi, tặng cho chị Thúy Phan. Rồi, tặng cho chị Thúy Phan nè. Thúy Phan, Diễm Phan nè đó. Tặng Thúy Phan với Diễm Phan. Nè, hôm nay lên đồ xưởng nè ha. Giờ con này em không bán. À con này em không có tặng. À con này em không có bán. À, con này em không có tặng mà em bán. Size 14 dưới 75kg bán 80.000. Mai có tiền mua nửa bao gạo liền mấy chị. Đây, bán cho mấy chị 80.000. Vải rất là đẹp nha. Đó, bán 80.000, mai có tiền mua nửa bao gạo liền. Đây mấy chị ơi. Đã 80.000, mai em có tiền em mua nửa bao gạo liền. Trời ơi. Thiệt chứ, mai có tiền mua nửa bao gạo liền. Chưa quen mà 1 tháng 7-8 bill. Ráng lên chục bill nha chị. 80 ngàn của chị Uyên Nguyên, size 14 dưới 75kg nè. Đó, 80 ngàn. Cái gì mà lên cụm ly vậy chị Tú Quỳnh? Chị làm cái gì mà giờ lên cụm ly rầm rầm vậy chị? Hả? Chị nói em nghe thử coi. Ở trước con phải bill của Hồng Mỹ Hồng không? Hồng Mỹ Hồng. Bớt nhớ mại mại đi nha. Ủa sao ông lấy hết đồ túi sách của ông quăng lại cái túi tặng của chị à? Của chị gì? Chị Bàm thì Ngọc Giai vậy? Trời ơi, thôi ông ghét bả rồi. Thôi tôi hiểu rồi. Rồi hôm nay lên bộ nè, bộ giống ý đang mặc này nha. Nó có 3 màu lần mấy chị mà đẹp lắm nha. Nói cho mấy chị biết, em lên bộ này là đẹp dữ dằn lắm. Trưa nay xem phốt hết tức chưa yêu? Trưa nay xem phốt hết tức chuyên là sao? Không hiểu ai phốt. Phốt gì? Trưa nay xem phốt hết tức chuyên là gì? Em chưa hiểu luôn. Ai phốt em cho em nổi tiếng cái đi. Đỉ cái phốt em hả chị? Ai phốt em chị nói đi. Ai phốt em? Nói cho em biết với. Sao ai phốt em nói đi. Đỉ đó phốt em hả? Ai phốt em cho em nổi tiếng cái đi. Cái bộ em đang mặc nè là kèm với quần đen nè ha. Đó, kèm với quần đen. Hello chị Bình Thanh. Bữa giờ chị đi đâu mất tiêu. Cái bộ nè em lên cho mấy chị nè. À, thứ nhất là bộ hoa quality với lại áo đen, quần đen ha. Mấy chị coi bộ thứ hai màu đẹp lắm. Bộ thứ hai nè, hoa quality nè. Xinh không? Quality nè. Holiday cùng màu với quần rút nè. Đó, kèm màu với quần rút. Có size từ 60 đến 100kg nha. Có size từ 60 đến 100kg. Ai phốt chị, sao chị không trả lời em vậy? Rồi mẫu số 3 là bộ Holiday xanh kèm quần xanh ha. Mổ gì chị? Mổ gì hả chị? Không yên đăng. Cho để tức đó mà cho nó ê mặt. Nó mà ế gì chị ơi, tới giờ nó còn chưa biết nó sai mà ế gì chị Thúy Phan. Nói chung là mình suy nghĩ là con nó cũng lớn rồi, mỗi tội chắc bị đứt dây nướng á.
chứ cái người đàng hoàng không có ai, cái người mà ta biết suy nghĩ không có ai vậy hết á chị. Tới giờ cũng kêu cái gì vàng vàng thiệt đéo sợ lửa, ngu như con bò, giật cục hàng của shipper không trả tiền cho người ta mà còn nói chuyện như đúng rồi. Bộ này là quần xanh, quality xanh với quần xanh nè, có size tới 100kg nha, có size tới 100kg luôn ha. Chị nào chốt thì chốt giùm em, rồi chốt bộ này cho chị Thảo Trần quận 6 nè, bill của chị từ từ gửi nè. Thảo Trần quận 6 200 của Thảo Trần quận 6. Chị nào chốt bộ này thì lên nha. À, cái gì mò rồi rung quá, cái gì vậy chị Bình Thanh? Nói gì vậy chị? Chị nói cái gì á? Chị nói cái gì mà để em phốt nhé. À, để em phốt nhé. Nhà chị bán hàng chán lắm, hàng thì tốt vải, thù đẹp, đá thù nữa. Bà chủ thì khó tính lắm, bán ít cho nhiều, á giống quỷ ghê. Em mà cái gì mà để trong nhà em lâu là em ngứa mắt lắm mấy chị. Bộ nhí quần xanh size L của chị cây kim, cây cúc, cây đinh nè. Rồi kim cúc đinh nè 200. Trời ơi làm ơn đừng lấy màu đen nữa nha. Mặt cưng lắm mấy chị ha, mặt mạng yếu vậy. Dạ mạng yếu mà chị comment em còn không đọc được luôn á, ác thiệt chứ. Chị có thể comment cái gì mà nó gõ gõ chút được không chị? À, chị Anh Kiều một bộ XL nè. Anh Kiều 200 là lùng. Anh cô Anh Kiều có biểu ngoài đó đó, Anh Kiều 200. Anh Kiều 200. Chị nào chốt bộ hoa chốt lên giùm em nha. Có cái bill gì của chị Phong gì nè, search ra coi thử Phong gì à. Quỳnh Phong, Phong Quỳnh, Quỳnh Phong coi thử ở Bến Tre phải không vậy? Quỳnh Phong, Phong Quỳnh. Hai Bến Tre, đứa ghi đứa search đây nè. Quỳnh Phong, Phong Quỳnh 200. À, chị Nguyễn Liễu, bộ nhí còn 3 màu chị. Bộ nhí có 3 màu nha chị nha. À, bộ nhí có 3 màu chị Liễu ơi. À, bộ nhí để em cho coi nè, 75kg nè, có màu áo quality nè, một bộ là em mặc ha, quality quality với lại nền đen với lại quần đen ha, còn bộ này là quality xanh nền xanh nè, quality hồng nền xanh kèm với lại quần xanh, cưng không chị? Vải cưng lắm. Rồi còn một mẫu nữa nè, là quality nền hồng ruốc, quần hồng ruốc nè, hồng ruốc nè, cưng vải dễ thương lắm, nền hồng ruốc nè kèm quần hồng ruốc nè. Đó, có size từ 60 đến 100kg luôn chị Liễu. Chị Liễu lấy mẫu gì thì báo em ha. Bộ nhí Phong 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 Huỳnh Hờ, Phong Huỳnh này nè, Huỳnh Huỳnh dưới chị Huỳnh á, dưới chữ Phong, có không? Không có ghi, chỉ ghi bên ngoài biểu ý yên làng. Coi ra ngoài biểu ý yên làng. Chị nào chốt quality 200 ngàn bộ chị, 200 ngàn bộ hôm nay em lên hàng xưởng nha mấy chị nha. Ghi cái bill để cho Yên làm đi. Không có chọt đâu, Yên làm mà thấy về ông nội. Ông ngồi im đó đi ông Bảy. Dạ cho nội, ghi Yên làm đi. Dạ. Đừng có ghẹo nha, Ngọc Dưỡng hai bộ nè, bộ xanh với bộ ruốc, Ngọc Dưỡng hai bộ, ghi gửi bưu điện nha, nốt trên cái bill vàng, ghi bill mới luôn anh. Hai bộ của Ngọc Dưỡng nè, ghi gửi bưu điện, hai bộ 300. Chị nào chốt bộ này thì chốt giúp cho em nha, hai bộ 200. 200, hai bộ 400, tao nói gì cờ cha tao. Bé Lùng ghi cô Đặng Hồng Hạnh nè, Đặng Hồng Hạnh 200. Nhắn tin cho bà kêu cọc cạc đi nha. Cái bà đã mệt mỏi lắm á. Thảo Trần Holiday xanh có rồi nè. Con đường ở ngoài đó còn bill của Võ Diễm không? Rồi ai chốt bộ này nữa không? Chị Thanh Trần nè, chị Thanh Trần một bộ XL nè, Thanh Trần không có dấu 200. Võ Diễm có gì vậy? Có cái 70, cái 70. Rồi để riêng nó đi nè, em còn chưa biết mà. Bộ XL của chị Hiền Nguyễn không có dấu Bình Dương nè. Thì chị Hiền Nguyễn Bình Dương. À, đây đây. Lộn màu rồi. Hiền Nguyễn Bình Dương đi bill mới luôn. Làm gì có bill bả, bữa giờ đâu có mua đâu mà. Có mua đâu. Hồi chiều nay có bill anh Lê phải không? Bé Bi chạy lên cái tủ kính của ông nội, hồi bữa chị để cái quần bảy tấc màu lông chuột phía trên cùng á, lấy xuống chốt cho anh Lê cái quần đó 190 luôn.
Mấy chị đợi em 1 phút 30 giây 18 18 gì đó. Em coi thử còn ai nữa không nha, chứ không chốt sót bộ này cái hồi sĩ nó lấy cái thiếu của nó chửi thấy bà, thấy bà nội luôn. Ờ tự nói tự coi đi. Rồi hết rồi đó. Hết rồi nha. Hết rồi, giờ lên nha mấy chị nè, ai chốt bộ là xin giá. Bộ 7 mặc à, bộ 7 mặc size 75 kg, bộ em á phải không chị Yên Phương? Nè Yên Phương 200 đúng rồi. Anh Lê 190 bé lùn đi nè. Cô Yên Phương 200 nè. Cô Yên Phương bộ Yên mặc 200 cho hai bộ, một bộ nhí giống chị với lại một bộ nhí quần xanh dạ 75 kg không? Một bộ nhí giống em với mà lại một bộ nhí quần xanh nè. Đó luôn. Đây hai bộ của chị Nguyễn Liễu nè. 400 của chị Nguyễn Liễu nè. Có xếp quần dài chị Mai, trời ơi nhà em nay xếp quần dài đẹp dễ sợ lắm. Hổm giờ mấy chị không có thấy xếp chín tấc đúng không? Giờ em lên cho mấy chị xếp chín tấc nè. Tắt điện thoại vô hết rồi mấy chị. Ủa phải lộn. Cái gì? Ấy em nói em bỏ điện thoại xuống để em lên hàng chứ không phải kêu mấy chị cắt điện thoại. Mấy chị ơi, à, like á, cái điện thoại mà 66 nhưng mà coi và cỡ như iPhone cỡ chị Yên Phương mà là sắc nét dữ dằn lắm nha. Đó, coi điện thoại mà xịn như cỡ chị Yên Phương là không bị sắc nét luôn nha mấy chị nha. Thiệt, sắc nét dữ dằn lắm mấy chị ơi. Thiệt chưa? Min mẩm mỉm. Muôn mẩm mỉm. Muôn mẩm mỉm. Muôn mẩm mỉm. Đó. Coi ai coi ạ, à, lá thiệt hết chứ. Ước gì đập iPhone mà mỗi tội không biết dùng iPhone thôi nha. Mỗi tội không biết dùng iPhone thôi. Ai vậy trai, hộp vịt lộn bán không? Ai vậy trai, hộp vịt lộn bán không? Nói em nha. Trời ơi đồ lên nhiều quá. Sao này hôm qua anh tôi kiểm tra hàng chưa vậy? Kiểm tra chứ cái khâu của nó đang lủng củng lắm nha. Không kiểm tra đổ nợ thấy bà nội luôn. Chuẩn bị bác Tư hỏi mang lùng có đi học không? Cho cái bộ xếp chính tắc hôm qua về luôn. À đầm đây nè, đầm đen đây nè. Rồi giờ đi kiếm đầm nó mệt mỏi lắm mấy chị. Giờ đi kiếm đầm trong cái đống lộn xộn nó hơi bị mệt mỏi đây nè. Ủa phải nãy quần. Đợi em. Đây nè. Em nói với chị Linh nè, vải hơi bị đẹp. Em nói chị ở sau nè ha. Ở sau có dây chéo vải hơi bị đẹp. Chị Linh về mặc mấy cái con đầm này mà chị Linh cầm nước vải không chị Linh cũng thích nữa. Mà có 160 à. Size từ 80 đến 100 kg. Đây. Size 80 đến 100 kg nha. Chị nào chốt thì chốt lên giúp giùm em ha. Chế nào chốt này thì chốt lên giúp giùm em. À, chốt giùm em là đầm hoa. Đầm hoa size 80 đến 100 kg đây nè. Đầm này nè chị Linh ha. Cho cái bộ chín tắc sau lưng với cái đầm đi. Bộ chín tắc sau lưng qua anh Tư lấy cho em về chụp hình là cái bao nè anh Tư. Tư không? Cái bộ chín tắc hôm qua mà anh lấy cho em chụp hình là bộ nào? Cái đó là cái đầm hả? Rút cho em cái đầm đã size L luôn á. Lấy đầm ngọc trai á. Với kiếm cái bộ chín tắc nữa. Đây nè. Chiếc đầm này của chị nè. Nè Ngô Tú Linh 160 kia trước đây nè. Ngô Tú Linh 160. Lấy size L đi. Đầm hoa của chị Ngô Tú Linh luôn nè. Ngô Tú Linh hai con nè. Ngô Tú Linh hai con. Cái đầm này vải đẹp lắm nha. Đầm này vải đẹp lắm. Ngô Tú Linh hai con đầm sọc với con đầm đen. Rồi chốt một con đầm 160 luôn. Chốt đầm sọc rồi cho chị Nguyễn Linh nè. Nguyễn Linh đang hỏi nè. Đó đầm sọc Nguyễn Linh đưa cho bé lùng. 160 hết nha. Mày coi ghi lộn á bây à. Lấy hai đầm đen đi khỏi đầm sọc nha chị Nguyễn Linh. Vậy lấy đầm đen đi khỏi lấy đầm sọc. Đầm hoa là chị lấy đầm đen nào, hoa đen hả chị? Đầm hoa của chị Thu Lê nè, vải đẹp lắm chị Thu Lê. Thu Lê nè, 160 nè con. Thu Lê 160 nè. Rồi hết sạch đầm nha mấy chị nha. Hết sạch sẽ đầm rồi. Hết đầm đen luôn nha chị. Còn đầm sọc thôi, chị lên lấy đầm sọc thì lấy đầm sọc đi. Hết đầm đen. Đầm sọc còn được 2-3 con nè. Trời ơi đồ giờ nhiều lắm mấy chị ơi. Đồ giờ tá lả.
dơ đầm hoa em xem. Chị Hương Hoàng hết rồi, chị Hương Hoàng ơi, hết sạch rồi chị, hết sạch hết sẻ luôn, không còn đầm hoa nha, hết đầm hoa luôn mấy chị ơi. Nè em lên cho mấy chị xếp chín tóc này hôm qua về là 240 bộ này nha. Đây 240. Trời ơi em nói thiệt cái vải nó đã lắm nha mấy chị, coi cái vải nè. Cái vải nó sung sướng cuộc đời lắm luôn á nè. Ha. Chốt giùm em là bộ chín tóc, bộ chín tóc ha. Đây là coi quần nè. Bộ này có size 60 đến 100 kg nè mấy chị, sung sướng không? Đó, chốt giùm em bộ chín tóc 240.000. Chị nào chốt chín tóc 240.000 chốt lên giùm em. Đầm sọc của Nguyễn Linh nè. Không mất rồi. Rồi đầm sọc của Nguyễn Linh có rồi phải không? Đầm hoa giờ chưa có nè. Nguyễn Linh có một cái. Đầm hoa hết rồi chế ơi. Chút nữa em dơ mấy cái quần size lớn cho mấy chị lựa nè. Có 120 thôi ha. Có 120 thôi. Chốt giùm em bộ chín tóc nha. Chốt giúp giùm em bộ chín tóc kèm số ký. Chị nào chốt chín tóc kèm số ký, chốt lên giúp giùm em chín tóc kèm số ký nè. Rồi phơm với vải đẹp lắm mấy chị, và muốn coi em mặc chụp hình thì vào trang bay của em. Em có mặc em chụp hình cho mấy chị ha. Đó, 240.000 bộ chín tóc. Vô trễ cho xem lại, đây là chị. Bộ chín tóc nè. Rồi em nói thiệt với mấy chị là sao ta? Vải đẹp tuyệt vời. Vải không có một cái điểm trừ luôn á mấy chị. Vải không có một cái điểm trừ luôn á. Để nói dụ đi với chị Thảo. Chị Thảo ơi, có thể nào mà ngày mai cha Du Duy em gửi bill được không? Thiệt. Gửi bill để ngày mai bắt đầu dọn hết hàng lên lầu rồi bắt đầu làm shop á chị. Làm shop chắc phải mất 3-4 ngày em vẫn like, nhưng mà em like bên nhà bên kia, kho bên kia nó ít đồ hơn. Được không chị? Có thể nào Du Duy mà thương tình mà thủng tha thủng thỉnh. Ngày còn cái đầm này nè. Còn đầm cho chị gì qua này. Nhan chị nha, nhan đừng giận nha, cho chị Nguyễn Linh nè. Nè Nguyễn Linh cái đầm nè. Hai đầm chị Linh mà về cầm hai cái đầm 160 là chị Linh mê lắm. Vải mềm mấy chị. Vải mềm mà thích cực kỳ. Còn đầm sọc này tối hôm qua em có mặc mấy chị thấy không? Đầm sọc này nè, vải thì đẹp lắm. Để bữa sau em dồn cho chị nhiều nha chị. Cho bộ bà đang mặc cái bộ xanh. Ai vậy? Đi tìm lên cho chị Linh hết. Thủy Triều lên là bà Trần Triều Khang mệt. Ông nói chuyện với ổng sao tôi mệt rất dữ vậy trời. Cái đầm này của khách đặt rồi nè. Chán thiệt chứ. Đâu mất rồi. Ta cũng mệt rồi bảy. Chia tay liền mẹ đi. Ha. Chín tóc size 2X. Lấy cho chị Tăng Lệ Châu bộ chín tóc size 2X coi thử đúng bao nào. Bao nào anh Tư mới lấy bao nào bộ chín tóc vậy? Ôi thử phải á Nhân Bi. Có mấy hộp nút vàng á. Bộ chín tóc 2X của chị Tăng Lệ Châu. Bộ chín tóc 100kg của chị Thu Lê. Kiểm tra thử phải bộ chín tóc không luôn mình luôn. Có nút vàng rồi Thu Lê. Cái đó size mấy ít ạ? 3X của cô Thu Lê 240. Chị Thu ơi vải đẹp lắm chị Thu ơi. Cho bộ đang mặc với bộ màu xanh. Chín tóc có một màu để với lại ở trên lầu em còn màu bò. Trên lầu em còn màu bò chị Trang. Chị Trang muốn coi màu bò không thì báo em lấy nha. Rồi Tăng Lệ Châu 2X chưa? Rồi Trần Triều Khang một bộ đang mặc với lại một bộ màu xanh. Có luôn. Gì chứ tiền không có chứ hàng nhà thì đầy. Một bộ bà đang mặc với một bộ màu xanh 2X của Trần Triều Khang nè. Rồi Trần Triều Khang một bộ nè. Với một bộ màu bà đang mặc. Bộ quần đen nè. Rồi quần đen của Trần Triều Khang nè. Rồi. Đó. Rồi ai lấy gì nữa? Bộ đồ đen em mặc được không? Được chị. Bộ đồ đen này có size tới 100kg của chị Linh lận. Chị Linh nhiêu ký? Chị chỉ cần chốt là 9 tóc kèm số ký cho em thôi. Ví dụ em đưa mã này lên em kêu là 9 tóc nè. Đâu mất rồi. Em đưa mã này lên em kêu là 9 tóc nè. Trời ơi vải đẹp. Ủa tối nay bị gì vậy bay? Bị gì vậy? Bỏ vô cái bao 9 tóc đi. Bị gì bay? Dán bao chín tắc đi. Quần chị mặc bán riêng không? Không Nguyễn Lý, bán quần còn áo ai mặc chị Lý? Bán quần còn áo ai mặc? Mấy chị cứ mặc thử đi, mình đừng có ở trong cái nếp nhiều quá, mình mặc thử đi mấy chị. Mặc thử nó cho nó phá cách phá quần đồ chơi ha. Cho xem màu bò hả chị? Chị Nguyễn Lý
Ơi nói nghe nè, bỏ đồ vô lẹ đi rồi lên lấy đồ bán, đứng nói chuyện hoài. Đưa ra cái lùng nó bỏ sau lưng bao chín tóc đi, lên lấy cái bộ bò mà ngay chỗ cái góc góc phòng ông nội á, cái góc mà chỗ đi kính đi ra cái bộ màu bò chín tóc á, ha. À, Ngọc Hường chín tóc size L, lấy bộ size L mới bỏ vô cho Ngọc Hường đi. Ngọc Hường ở đây còn có 71 kg à, 240 coi cho chế Ngọc Hường. Ngọc Hường qua có bill á, đó. Nè em lên cho mấy chị mã đầm si sụp xỉu nè, có size từ 60 đến 100 kg nha. Người ta hay chốt mã đầm này gọi là mã đầm si sụp xỉu. Mấy chị mà ví dụ như mấy chị đang mua đồ rầm rầm gì, cái mấy chị thấy cái con quỷ mà quỷ gì quên, quỷ Hương Nguyệt vô là mấy chị đừng ngồi im ru, đừng mua gì hết nha, cho nó cười nó phái chí, nó cười giảm đít cho nó cười cho vui. Đó, đây nè, cái mục đích, đúng rồi, cái mục đích của cái đầm này là che bụng rất là tốt, và cái mục đích của cái đầm này là làm mấy chị ở trên rất là gọn gàng, và cái mục đích của nó đến với thế giới này là nó làm đẹp cho mấy chị vải rất là êm. Và cái mục đích mà để em lên một con đầm này để bán kiếm tiền mua sữa cho bảy đĩ uống đó, 280. Em có size từ 60 đến 100 cái, bớt nói được không bảy? Bảy đây mày mục đích hoài à. Ôi thiệt, có chết chém gì đâu quá trời, chán chồng muốn chết mẹ luôn á. Đây nè mấy chị, mở đây, đây ha, đầm này có size 100 kg mà chế là 100 kg nên chốt cho em nha, vải rất là gọn. Này có size từ 60 đến 100 kg ha. Trời ơi, trong này mình cứ kêu mục đích ổng rồi đó, cũng kèm mục đích mà mình nói ổng nói thì mình phải nói bự hơn. Thứ quỷ, thứ yêu, thứ tiêu băng lộ gì đâu, đổi chồng giùm em cái đi mấy chị. Chị nào chốt đầm chín tóc, đầm này chốt giùm em đầm ngọc trai nha, tự nhiên kêu đầm chín tóc. Đầm ngọc trai kèm số ký, đầm này mặt gọn lắm, đúng rồi chị Hồng Ý Ngô Thị. Năm ngoái em cũng ra mẫu này rồi nha. Đầm này mặt gọn lắm, giờ cái quan trọng vải đẹp lắm. Vải đẹp dữ dàng lắm nha mấy chị. Vải đẹp vô cùng, tổ quốc bảo đầm ngọc trai hình như cái bao sau lưng á. Phải không vậy? Rồi coi bi dán á nha Bi. Rồi lên cho mấy chị bộ vàng nè, đưa cho mấy lùng đã dán đi, mày ngồi im mấy chị hàng đây. Bộ chính tắc 240, còn đầm thì 280. Đây là bộ vàng bò nè, mấy chị có cái phơm vàng bò nè. Mấy chị có cái phơm vàng bò đẹp không? Bộ này là coi như em nói thiệt với mấy chị là mặc vô hơi bị dễ thương luôn. Bộ đây nè, ha, phơm vàng bò, mấy chị có cái tà dưới cũng đẹp nè. Bộ này 240 kèm quần chính tóc. Ai hồi nãy hỏi bộ này đâu mấy chị ơi? Ai hỏi bộ này, em nằm phòng em nè. Ủa gì vậy? Ủa cái gì mà em nằm phòng em nè? Em đâu có hỏi chị nằm ở đâu đâu. Ủa gì vậy chị Duyên? Không, chị nằm phòng kệ chị. Giờ em mắc bán rồi, em không nằm với chị được đâu. Là một trai 280 luôn. Đúng rồi, bộ 240. Ủa cái gì mà em nằm phòng em vậy? Đây là bộ chính đó, là để em tập trung buôn bán nha. Mấy chị đừng có nói giờ này mà kêu nằm mà chịch mà trọt trọt là em nghỉ bán á. Đây nè, bộ chính tóc kèm vải nè. Đó, chị nào chốt bộ chính tóc chốt lên giùm em ha. Chính tóc bò, chị nào chốt chính tóc bò thì chốt lên giúp giùm em chính tóc bò. Rồi, bà nhắn tin cho bồ, bà nhắn lộn qua tôi rồi. Rồi, hiểu luôn bà Duyên Quỳnh rồi. Bà nhắn tin cho bồ bà kêu em đang nằm phòng nè, bà thiếu chùi tắm với bà thiếu cho em đang nằm dãnh cảnh cha chờ ở trong phòng nè, bà thiếu câu đó luôn á. Rồi bà nhắn tin cho bồ bà lộn qua tôi rồi, trời đất ơi, bà đừng có làm tôi ghiền nha. Em xin lỗi, em nhắn tin lỗi đâu, thấy chưa? Mấy bà thấy chưa? Rồi xong. Anh ơi, em tắm rửa trong rồi nè, em nằm ở phòng chờ anh nè, đó. Thâu xong bà Duyên rồi. Thâu xong. Hiểu rồi nha Duyên nha. Chết rồi Duyên ơi, chết rồi Duyên ơi. May hồn nha Duyên ơi. Đầm ngọc trai 75 kg của chế Mai Khang. Trời ơi, chế Mai Khang mà về mặt con đầm đó, chế cũng sẽ nhắn tin cho em. Yêu ơi, đầm đẹp quá. Chị Mai Khang, đầm XL. Rồi, chị Trần Trinh, đầm đen 76 kg, đầm ngọc trai. Chị Mai Khang mà mua con đầm đó về nha. Đù, yên giống thám tử ghê. Để tắt máy kể chuyện cho nghe. Nghĩ sao tối cuối tuần like có 60 người coi. Bỏ lên cầu thang đi. Ai chốt bộ chính tóc bò chốt lên giùm em nha. Rồi, đừng ai nói gì chơi, tắt máy để kể cho nghe nha. Bớt giỡn với nhau đi nha. Đó, nói rồi nha. Bớt giỡn với nhau đi. Hồi tối hôm qua lên tới lên lui, cuối cùng không lên mẫu áo này nè.
Thôi giờ mẫu áo này hôm qua đáng lẽ bán 120 thôi, bây giờ bán 100.000 nha. Đấy, thấy vải đẹp không? Đấy. Rồi bán mẫu áo thun đỏ cho mấy chị nè, 100.000. Cái ở đây là cái vải của hàng xuất nó rất là đẹp nha. À, ai nhắn tin trong kia kìa. À, Duyên Hình, chị lấy em đầm ngọc trai 79kg đó, nhờ cái đầm trong phòng mà lấy cái đầm ngọc trai 79kg kìa. Đó, vậy. Đúng rồi. Hết mẹ, tới nay bắn pháo bông đùng đùng nguyên đi mời quý vị ơi, quý vị ơi. Đừng để ý, tôi không mặc áo vú, đừng để ý tôi. Mặc áo thun. Với lại em nói mấy chị mặc dưới riêng đẹp lắm. Chốt giùm em áo đỏ 60-85-88kg. Rồi chốt đi 100.000 được mấy cái á, ha. Chốt đi 100.000 được mấy cái. Gửi cái bản kia cho mấy chị rồi hỏi mấy chị là không cho kiểm hàng ok không? Ok thì đi nha. Không ok cứ báo xã đi ha. Đừng nói nữa thêm chi cho đau lòng nhau. Tình vỡ nát con tim em thôi xót xa. Áo thun đỏ 100.000. Vậy nào chốt áo thun đỏ, chốt lên giúp giùm em áo thun đỏ nha. Em lên bộ này cho mấy chị nào. Nãy ai hỏi bộ dài, chị ơi đầm ngọc trai 1m6 74kg có qua gối không? Giờ em đối chị Nguyễn Lý nè, em 1m67 mà em mặc thấm gối qua gối một tí gì vậy? Đối chị 1m6 nó có qua gối hay không? Đối chị. Chị Tiến Nguyễn Thị nè. Tiến Nguyễn Thị 100.000 áo đỏ nè. Ngày nào cũng nghe chục lần em không mặc áo vú. Hồi chưa bán túi sách em không mặc áo vú, ảnh hưởng gì mẹ, chưa có mặc áo vú nha mẹ. Cho nên hồi chưa không có nói, giờ mới nói có một lần à, nghe mẹ. Này chưa đủ chục đâu, để tí xíu đi, có trai rồi vô trai mà nó kêu trai mà tao nói trai tay đen rồi đó, đó. Từ từ. Ha. À, anh Phước ông mới nói tối nay Thủ Đức bắn pháo bông nguyên đêm, trời má ơi thiệt. Chồng, để chồng em được cái nhiều chuyện lắm mấy chị. Thiệt. Để chồng được cái nhiều chuyện ác nhân lắm. Tối nay có trà sữa không vậy mấy đứa? Nè quần của size lớn nè. Quần của size lớn nè quý vị ơi. Người yêu ơi nè. À 90-85kg đến 100kg là quần 120. Chốt giùm em beo đen. Ủa nãy giờ con chưa đặt hả? Trời ơi hèn chi tao khát nước. Nãy giờ tao đâu có like được. Trời ơi là trời. Vậy chứ nãy giờ đâu có like được. Giờ đồ nhiều quá em biết bắt đầu từ đâu luôn mấy chị thiệt. Đội đít còn biết like bắt đầu từ đâu. Giờ đồ vậy em biết bắt đầu like từ đâu luôn. Em cũng không biết chim nói gì hết. Cái bao gì mới gì rồi kìa. Ờ mới gì hai bao đó là mới gì hôm nay mấy bao anh Tư? Hai bao anh Tư chồng đó phải không? Rồi đưa vô đây luôn ơi. Qua gối chắc không chị? À, cứ thích chị nói chuyện. Chắc quýnh một cái Nguyễn Lý dính qua. Trụ điện quá à. Giờ cũng không biết, nói chung cũng không biết có qua gối hay không. Mà tôi 1m67 tôi mặc qua gối đó, còn không biết bà mấy cháu bà mặc tới đâu. Đó, không biết tới vú hay tới nách hay tới rúng không biết nữa. Đó, tự suy diễn ơi bà nội. Suốt ngày thích ghẹo ta không à. Rồi người ta hổn, rồi quýnh giá người ta không đàng hoàng. Hai bao nhưng mà cái đó à, rồi cho bộ caro sai lời vô luôn tao không? Người yêu ơi trong tình đầu, người yêu ơi trong tình muộn, cho em carem đây, cho em muộn màng ngồi khóc ly tan, chèo 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 280 chị Tiến Nguyễn Thị ơi. Ồ phơm đầm đẹp không? Trời ơi, cái sóng gì nổi trời. Người yêu ơi trong tình đầu, có size từ 60kg đến 100kg. Người yêu ơi trong tình muộn, cho đôi ca rem yêu trong muôn màng đừng khóc. Má nhịn mặt không mơ, ta tán một cái liền nha bảy nha. Chất liệu co giãn rất là êm chị Thảo Mộc nha. Vải co giãn rất là mềm ha. Ô tán một cái dính cái mặt nha mày nha. Đừng có bán hàng không được vô đây ghẹo nữa nha. Đây bộ caro 260 nè. Cái đầm hôm nay form hơi bị đẹp dài qua gối nha. Làm như bị ẩn comment nó sao trời. Ai nói chuyện với tôi cho tôi đỡ cô đơn lạc lõng được không.
Bộ này 260 nè, quần dài ống bát. Trời ơi, riêng cái bộ nào chứ riêng bộ này em nói với mấy chị hả? Mặc lên đẹp bà cố nậu luôn. Em nói thiệt, riêng bộ nào em không nói, còn riêng bộ này mấy chị mặc lên cái form si sập xỉu liền nha. Si sập xỉu là có thiệt nha. Áo đầm đẹp mà em hát dở quá. Bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận chị. Bên em chỉ cho kiểm tra hàng anh shipper, là coi thử hàng anh đó lớn hay nhỏ thôi. Con nhận bà Nguyên Dương bả làm phát cái tôi hết muốn bán luôn trời. Hai đứa con em ngồi cười cho vừa lòng chị. Hát nữa đi Yên. Thiệt chứ. Dạ bên nhà em chỉ cho kiểm tra hàng anh shipper, là ví dụ như anh shipper tới nói là chị Lý ơi, chị Lý có cục hàng từ shop Yên. À, chị đây chị kêu anh ơi cho kiểm tra hàng, là anh mở quần anh cho kiểm tra coi thử chim lớn hay chim nhỏ thôi. Chứ hàng nhà em không có cho kiểm tra chị. Kiểm tra bị rút hoài. Bà Trang Nguyên bà vui lắm. Có đầm đi tiệc sang trọng không? Làm phát đúng hình luôn chị Trang. Thiệt chứ. Bộ caro quần ông bát nè. Mé biết like gì luôn á trời. Thiệt bà làm phát em đứng hình luôn chị Trang. Đây nè ông bát nè. Dạ kèm với lại áo đen phối caro. Ủa em nhớ em cũng đưa mèo thằng Tài cho chị làm ăn giàu có, mà sao vô chị nện em câu coi như tuột nấn luôn vậy chị. Kiểm tra bill chị Nguyễn Linh, đưa chị Nguyễn Linh bộ 3x249 tóc. Không xem bà treo đầu dê bán thịt chó thì sao? Không chị, treo đầu dê bán thịt chó mới giàu chị. Không treo đầu dê không bán thịt chó nó không có giàu nha chị Nguyễn Lý. Ông coi thì con mẹ Nguyễn Lý là khách cũ hay khách mới vậy? Trời má ơi, nãy giờ má vô má comment thiệt, có giỡn đi má. Nguyễn Linh xả cái đầm mà sọc 16, lấy cái bộ 9 tóc 3x sau lưng. Coi thử bà Nguyễn Lý này, khách cũ hay khách mới, mà bà lầy vậy, bà lầy hay bà giỡn hay bà móc hồng vậy, để tôi biết tôi xử lý vậy. Khách lạ quá. Ừ khách lạ quá. Nói chung là nhà treo đầu dơi bán thịt chó không à chị. Ừ vậy đi, trả lời cho nó vuông, nó gọn nha. Trời thiệt, chị nói chuyện vui thiệt á. Nói chuyện cái tắt nấn luôn, vui dễ sợ thiệt chứ. Quá trời quá đất à. Ừ xả cái đầm sọc của Nguyễn Linh đi, chốt bộ 9 tóc size 3x của Nguyễn Linh. Rồi đây đưa đầm sọc để có chút có người lấy đi. Có đầm đi tiệc không nè chị Phạm Trân? Ủa Phạm Trân này nhớ quen quen ta. Khách mới chị ơi, ừ vậy á. Trả lời hết những câu của chị rồi nha. Trả lời tổng cộng chị 3 câu rồi. Thứ nhất, đầm có dài hay không thì tôi nói tôi không biết, 6-7 mặc qua gối, còn bà mới 6 mặc tới đâu tôi không biết. Thứ hai là nhà tôi không có cho kiểm tra hàng. Chị kiểm tra rồi, chỉ vừa được kiểm tra hàng anh shipper thôi. Cái thứ ba là nhà tôi là coi như treo đầu dê bán thịt chó xưa giờ 4-5 rồi. Ừ, lượng khách của tôi thì ngày bán không có cần nhân viên, không có chạy bay. Nhà tôi bán cũng ngày cũng 100 bill đủ ăn, nói chung 100 bill đủ ăn thôi. Đó, hết. Đồ đẹp lắm chị yêu, không cần kiểm tra hàng đâu. Không, kệ nha. Đầm hoa của chị hồi nãy chốt cái đầm hoa của chị là chốt cái đầm hoa chứ không phải cái đầm đen nha chị Nguyễn Linh. Là cái đầm hoa 160, đầm hoa đen đó. Đầm cái màu nó giống vậy nè. Đó, với lại một cái bộ đen 9 tóc vải hai cái rất là đẹp, rất là ok, ok con gà đen luôn. Ok chưa? Rồi, bộ caro nè. Bộ caro này mấy chị muốn biết mặt đẹp như thế nào thì mấy chị vào bay của em có chụp hình. Nè, chốt bộ caro lại nè. Bây ơi. Bây đừng có cười nữa, chị Nguyên Dương nói gì kệ chị đi. Nãy giờ nói không bỏ ra. Không dám hét câu nào luôn á. Người yêu ơi, trong tình đâu. Ừ. Cái đầm này được không chị? Cái đầm này được không chị Phạm Trân? Đây. Người yêu ơi, trong tình muộn, cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng, đòi khóc với ly tan. Đây. Đẹp không mấy chị? Đó. Em đưa lên mấy chị thấy đẹp và chốt, không thấy đẹp và em qua mẫu vậy thâu nha. Vậy thâu rồi ra đầm đen, ghi ra đầm đen khoét ngực, ghi đầm đen khoét ngực.
280, trời ơi là trời. Ổng già kẻ mày còn sai ổng nữa. Đầm đen khoét ngực. Cái bộ này sáng giờ tôi nói qua tôi chụp hình cái bộ này sáng giờ quá trời người hốt nè. Ôi quá trời người chốt luôn đây nè, 190 nè bộ ngựa nè. Đây. Bộ ngựa. Đẹp không quý vị? Quần quần bảy tấc nè. Đó, nhà tôi giờ không có tiền thôi chứ hàng thì không có đường đi. Sợ nhất là lúc đọc tiếng Anh. Hát hay chị ạ. À? Ừ, cảm ơn chị. Chị có thể mua giùm em bộ đồ được không chị Lý? Thiệt. Hát hay kệ mẹ em đi, giờ chị tập trung chị mua đồ giùm em đi nha. Gì vậy? Đúng rồi. Treo đầu dê bán thịt chó là bình thường mà. Hôm nay coi không? Cái ngày người ta trông bả là bả không thấy bả đâu hết. Đầm đen có 75kg nha chị Thúy Thanh. Có sai chị mà lúc nào cũng có sai chị nè. Bộ ngựa nè. Tại vì những cái shop mà bả hỏi câu đó cũng không có gọi là sai. Tại vì những cái shop mà nó chạy phin bay á, nó tồn kho, nó chạy phin bay đó, nó ra bill á, thì bé lùng á, nó mua mấy cái ốp lưng á. Bé lùng nó mua mấy cái ốp lưng, cuối cùng nó giao mấy cái ốp lưng mà cái thời mà Bảo Đại chưa rụng rúng ra cái điện thoại đó đó. Nói chung là người ta treo đầu dê bán thịt chó là bình thường. Còn nhà em không có chạy bay mà em cũng bán 4 năm rồi chị Lý. Đó là nãy em nói giỡn, giờ mình tâm sự thiệt là để tắt like tâm sự cho chị nghe nè. À, cho coi lại cái đầm hả? Một bộ con ngựa 78kg của chị Dung Ngọc không có giấu nè. Coi tự chị Dung Ngọc nào mà cái bill bị dọa gì vậy Nhân Bi? 190 nè. Cái bộ đó đẹp lắm nha chị Dung Ngọc. Bộ đó đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi luôn. Giải đẹp phơm đẹp lắm, mua một lần là ghiền. Chị mua đi cho chị Nguyễn Lý thấy, mua theo đi chị Nguyên Dương. Chứ nãy giờ chị làm em con tim em sát muối luôn á. Nè thêm bộ nữa nè chị Ngọc. Nè bộ hoa xanh. Tại tối hôm qua em lấy chụp hình mà em lấy hai con áo, cho nên không có con quần để chụp. Nè tối nay em chụp bộ hoa xanh lên cho coi. Nó free size nha, 60-85kg. Chị đều cao cao như em thì 88kg vừa. Em mặc vẫn còn rộng rãi thoải mái. Chị Thảo Quỳnh Quỳnh ngồi chơi chờ em chút ha. Đó. Chị nào chốt bộ hoa xanh thì chốt giùm em hoa xanh. Mấy bộ này 190 nha. Còn bộ này là 180 nè. 180 nó có hai màu. Thứ nhất là màu sọc, mà bộ này thì vải mềm hơn gấp 80 lần. Thứ nhất là bộ sọc tay lật nè, 60-80kg. Sọc tay lật ha. Thứ hai là bộ tím. Nhà nè. Đây là bộ tím. Trời ơi, mấy cái bộ này hôm qua giờ bán nhiều dữ dằn lắm nè. Bộ tím. Tím liệm chiều sim. Tím môm á chứ không phải tím liệm chiều sim đâu nha. Chào chị Dược. Mua bộ đồ đi em Dược. Mấy hôm nay bận quá. Dạ, ngày nào chị cũng bận chứ không bận chết à. Chết thiệt. Nha. Bận đi chị. Không bận chết tí mẹ luôn á nha. Chị hiểu không? Không bận chết tí mẹ luôn. Anh Trang Nguyễn bộ đen 75kg. Caro đầm đen. Bộ đen 75kg. Tỉnh Long An. Caro đầm đen chéo ngực 75kg. Bộ sọc của chị Thu Phạm. Ủa từ từ nha chị Trang Nguyễn. Từ từ nha chị Trang. Chị Trang khách mới bên em hả? Đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên này là chị lấy gì. Có cái đầm caro nữa. Chị lấy đưa cái bộ chính tắc với cái bộ khoét ngực đây. Để em đưa lên hai bộ này thì chị lấy bộ đen dài hay là bộ đen chính tóc lúc đầu chị Trang? Từ từ. Từ từ. Đen khuyết ngực, cho mượn cái đầm đen khuyết ngực bộ đen của Thu Phạm nè. Đưa ra bé lùng đi. Bộ đen khuyết ngực, đưa cái đầm đen khuyết ngực với lại. 180. Chị Thu ơi, là một bộ đen caro, bộ đen dài caro ống bát đúng không? Đúng chưa? Rồi bộ đen 75kg caro với lại một cái đầm khuyết ngực mà có cái khuy, cho mượn lại cái đầm khuyết ngực có cái khuy. Bảy mấy ký vậy? Chị Trang nhiêu ký? 75 tí anh Tư ơi. Lấy cái bộ đen caro ở trước trên kệ đi. Bộ đen ống bát 260 á. XL. Bi lấy cái đầm đen khuyết ngực quăng lại cho chị đi. XL không? Đáng từ từ, tối nay mình làm người phụ nữ sống chậm ấy. Nè. Bộ đen caro, trời ơi bộ này dễ ha. Cái vải với lại cái quần là chị Trang mặc ghiền lắm. Nè của chị Trang Nguyễn, nhà em không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Rồi ok, với lại cái đầm này đúng không? Cái đầm này đúng không? Rồi mới thấy ai chốt hai bộ đồ đâu mất rồi. Chị gì á, chị gì hổm giờ không thấy mua đồ này nè. 260 với lại đầm đen khuyết ngực về đúng không chị? Size XL luôn, XL là 70-80kg nhà em á. Rồi cho con đầm đen khuyết ngực này XL của chị Trang Nguyên nữa. Rồi anh ơi, xử lý chị Trang Nguyên đi.
Dạ chị nhá, chị coi đọc tin nhắn giùm em coi xóa ở ngoài này đi nha. Cho mấy quỷ mà. Ủa, cái chị gì mới thấy cái chị gì đặt hai bộ đồ đâu rồi? Bé Lùng thấy không vậy? Ai mới thấy đặt hai bộ đồ nè? Hả? Cái gì? Lấy gì đọc rồi? Bộ ngựa, bộ hoa. Bộ hoa, bộ ngựa hay bộ ngựa, bộ hoa con? Nè, Minh Thư nè, mày muốn mệt rồi, mày sắp mệt rồi đó, mày mệt hoài à. Minh Thư 190. Rồi bộ ngựa còn không vậy? Ôi chết mẹ rồi. Rồi, để chị Bi về lấy bộ ngựa. Dạ ok chị. Rồi, bưng cái khúc chụp hình nhà bên đó đó. Rồi Bi đi lấy đi, chị rất là tin tưởng hả Bi? Đúng rồi, chứ chẳng lẽ chụp phòng mày. Một con ngựa đó nha. Nếu mà chỗ đó mấy cái bịch ở cho cô chỗ, cô chỗ cuối hay để vô không có thì nó nằm trong cái cột bả ngày qua, có thể là tao để dành lại tao mặc có thể thôi nha. Cô kiểm tra hết đi. Khỏi gọi em, nhà em đâu có gọi chốt đơn gì Trang. Nhà em gọi, nhà em chốt đơn trong tin nhắn á. Còn ai bơ mà chịu à? Nhà em chốt đơn trong tin nhắn để lỡ có lộn hàng hay cái gì á, chị Trang vào đó cho em xin chiều cao cân nặng, lỡ có lộn hàng gì thì còn biết giải quyết với nhau chị. Nè bé Lùng, bỏ cái đầm phép ngực ra sau đi con. Bỏ cái đầm, yên tâm em nhận hết. Dạ không, em đâu sợ đâu chị. Em đâu sợ, giờ em tính vị chi, ngày em bán 100 bill, em có bị bơm mà tới 5 bill một ngày á, thì em vẫn còn lời nha. Cho nên mấy chị cứ thoải mái đi. Mấy chị cứ thoải mái đi. Em nói thiệt á, nhưng mà hơn cái là ngày thì tính bình quân, ngày em cũng bị 1-2 bill bơm. Mà không nghĩa địa gì hết đó mấy chị. Cây ngay đâu sợ chết đứng, nói giống như con đỉ Hương Nguyệt nói là vàng thiệt mình đâu sợ lửa. Đúng không? Vàng thiệt mà, bà đi giật hàng thiệt mà. Bà giật hàng của shipper thiệt á, mà bà không có trả tiền. Bà có đó, đó là cái gì không? Một cái câu tục ngữ mà qua tới bà cái gì cũng đúng đó, vàng thiệt không sợ lửa. Đúng, bà đi giật hàng của thằng shipper thiệt mà. Đúng không? Mà bà không trả tiền cũng thiệt. Đó, vàng thiệt đâu sợ lửa đâu. Em có sợ nha. Bộ chính tóc còn màu đen à chị Thảo Mộc. Còn cái màu vàng bò thì nó cái phơm cũng có tay mà hơi khác. Đó, mấy chị hỏi gì hỏi hết đi. À, em chấm y bạc lại giùm em. Em chấm y bạc lại giùm em đâu. Chấm y bạc lại giùm chị kìa. Yên tâm, bây giờ không ai bơm nữa đâu, giật luôn không bơm. Đúng, chị Linh Hồi nói đúng. Cái đó là cái câu vàng thiệt không sợ lửa đó bà nội. Không, mình nói đi một ngày đàn gặp đi một ngày đàn mà học một sàn khôn rồi đó. Mấy chị học đúng sàn khôn chưa? Đời này ai bơm mấy chị, theo trend là phải ăn giật. Thiệt mà chị Tâm. Nó giật hàng của shipper, nó đâu có trả tiền đâu chị. Mà nó vô Facebook mình, nó vô như nêu đúng rồi. Mà lớn tuổi rồi ha. Lớn rồi đó, lông đít, lông hán rồi mọc hết rồi mấy chị. Thà giống như chưa tới 18 tuổi, chưa mọc lông đít, lông hán thì mình còn có thể nói được. Còn đằng này ta nói tới lớp cháu rồi, còn suối con đi chặn đường shipper đánh nữa. Ta nói thiệt, suối con đi chụp và đi cho đi. Đi chụp đầu shipper đánh hơn, lỡ mà tao nói tán cái mũ bảo hiểm vô trúng chỗ hiểm hơn đầu má nha. Thằng shipper nó có chuyện gì đủ má đi đội quần đi lạy người ta, lạy từ hán ta lại lên, tội ngu. Ngu mà còn lo làng. Hàng shipper người ta đi giật cục hàng không trả tiền cho shipper. Cái chuyện hấp dẫn chị vô live stream kia em chữ là lộn hấp dẫn, giờ hết hấp dẫn rồi. Giờ qua rồi. Nè áo 120 nè. 60kg đến 88kg, 90kg cũng vừa nha, áo 120. Mấy chị coi mẫu áo nè, xinh không? Ha, xinh. Coi làm bill của chị Tú Hình, nhớ trừ gì ra cho chị Tú Hình nha. Chị Tú Hình, coi làm bill đọc nha. Người làm bill chị Tú Hình nhớ trừ gì ra nha. Áo nè mấy chị, áo này có 120.000. Áo ai mà vô duyên bơm hàng người ta mà làm vô duyên bơm hàng người ta mà người ta làm. Nó đâu có bơm chị. Nó giật luôn cục hàng đủ má, nó vô nhà nó mặc, nó đéo trả tiền cho shipper. Shipper nói không lại, làm không lợ luôn. Cái shipper ức quá gọi điện cho em khóc, bỏ luôn cục hàng ở shipper. Báo là giao thành công, thu tiền thành công. Em chịu không được thôi, em nghĩ sao em nghĩ thôi, em chuyển khoản lại cho shipper. Nó ăn giật của shipper chứ nó đâu có bơm hàng chị. Nó ăn giật của shipper chị. Lần đầu tiên em bán 4 năm trời em mới gặp loại vậy luôn. Em nói thiệt luôn, lần đầu tiên bán em mới gặp vậy. Anh Phước ơi, xuống đưa bao hàng này xuống dưới cho em, để em lôi đồ em lai từ từ vậy. Đưa hàng này xuống dưới luôn. Nhớ tao lắm rồi, mày kêu quá. Bữa nào? Tao đây nè ông nội. Nè ông nội. Đánh cho nóng lắm á. Đánh nóng, cỡ luôn rồi đánh cho đôi.
được. Áo ba lỗ 120. À, size này là size 60 đến 72 kg rồi nha. Chuẩn bị đi qua quắt một cái nè. 60 đến 72 kg áo ba lỗ 120. Thở đầu không có ai làm vậy hết trơn á. Nè áo sơ mi qua ai chưa chốt nè, chị Thảo Huỳnh Huỳnh. Không biết hôm qua em có chốt cái áo cho chị Thảo Huỳnh Huỳnh không ta? Thiệt. Hôm qua em có chốt cái áo cho Thảo Huỳnh Huỳnh không he? Quên rồi, quên rồi. Có cái gì cái áo xanh phải không? À cái quần đó lâu rồi, quần đó bữa kia. Nè áo sơ mi nè mấy chị. Áo sơ mi nè ha. Áo này 130 ngàn áo sơ mi. Áo sơ mi 130 ngàn. Không mà chị không biết chị khen thiệt coi khen giỡn, nhưng mà em vẫn nhận nha chị. Chị khen thiệt mà em cũng nhận, mà chị khen giỡn em cũng nhận, em dễ chịu lắm. Em dễ chịu thấy mẹ luôn đó, muốn làm gì làm mà. Đấy chị nào chốt cái này thì chốt giùm em nha. Áo sơ mi 130 ngàn gì luôn. Ôi khỏi khen nha. Thời này mà bơm hàng gì. Thấy linh hồi không? Đu trend liền chứ. Giật chứ đâu có ấy. Người ta rất là ngay đường thẳng lối nha mấy chị. Áo beo. Áo beo 120 ngàn. Nó có form beo nè. Nó có form xám nè. Và nó có form sọc nè. 120 ngàn áo. Nó có size. Bữa mua áo sơ mi lần đầu tiên mà không vừa nên không đổi luôn. Có mua cạn lời có cô mua lại luôn là bán giùm em luôn phải không chị Linh? Rồi chốt cho em con này mấy chị coi vải nè, con này mặc đẹp lắm nha mấy chị. Muốn em coi hình tối qua em mặc con này mà màu xám nè, em có chụp hình trên bay á. Chị nào, chị nào chốt thì chốt ha. Ai được mày với Bi? Trời đất ơi, mẹ ăn ở sao được? Ở của chị gì á? Hỏi bé lùng chị gì á? Chị gì? Chị gì á? Chị gì hồi nãy con kêu lấy hai bộ mà giờ mới có một bộ chị Bi về lấy đó. Cái bill sau cùng đây nè. Chị Minh Thư. Ok chị Linh. Đây nè mấy chị, nhớ nhắn chiều kia còn nè. Đây là áo hồng nè. Áo thò thun gân nha. Áo thun gân, áo này 100 ngàn. Màu hồng nè. À, còn màu hồng à, còn màu à, em biết còn màu gì em bán màu đó đi. Là gì đang lên từ từ rồi mình sẽ dồn bill để mình ấy rồi mình ấy á chị. À, còn màu hồng nè. À, đó là cổ tim nha. Hồi nãy có màu trắng nè. Cái này là cũng giống vậy mà cổ tròn nè mấy chị, giống vậy luôn cổ tròn. Chị nào chốt cổ tròn thì chốt lên giúp giùm em cổ tròn ha. Gì nãy giờ mới like có 1 tiếng rồi hả? Còn mấy chục người coi vậy luôn. Áo hồng nè. Áo ruốc nè. Giờ lên xưởng nha. Giờ lên đồ xưởng nè. Anh ơi có cái bộ vân beo ngay chỗ mấy quạt á. Có cái bao vân beo em sale cho mấy chị bộ này. Bộ đùi. Ây da đau xương cục. Đâu đem coi hả? Rồi đúng rồi, hốt hết bộ đó vô em sale cho mọi người nè. Sale bộ này cho mọi người là chết mẹ đau xương cục rồi. Hàng sale là mấy chị nhớ nha. Hàng sale là bên em không có cho đổi trả nha. Nói chung là đưa tay là đúng rồi đó. Còn đôi lúc là cắt rập ra nó tùy thuộc vào cái vải nữa ha. Rồi. À da. Chết mẹ là đau xương cục rồi. Rồi. Lên. Chết mẹ, ai lấy cái áo này quên nè. Ừ đúng rồi, Thi Trần. Thi Trần 250 nè. Thi Trần áo 250 nè. Em có được 6 bộ. À, còn 6 bộ nha. Bộ này size L 60 đến 70 kg nè. Nè, chuẩn bị giật lộn nè. Vải mát lắm nha. Bộ beo nè. Thấy chưa? 60 đến 70 kg size L. À, xả cho mấy chị 120 xả 140 quần beo. Bộ này còn size L nè. À, còn size L nè. Còn size 100 kg nè. Yêu cái mụ nậu mà chứ yêu. Còn size 90 kg nè. Đó.
Chị nào chốt bộ beo này chốt giùm em bộ beo kèm số ký tả 140 nha. Họ bắt tôi có uống không? Bộ L của chị Anh Nguyễn nè. À chị Thu Phạm trước nè. Chị Thu Phạm trước 140 nè. Chị Thu Phạm trước 140, hàng sale không được đổi trả, không được bơm hàng nha, chỉ được phép giật hàng không cần trả tiền nha. Má tôi chán thiệt chứ. Khách gì mà như quỷ sứ rồi trời. Chị Anh Nguyên nè. Em kiểm tra nha chị Anh Nguyên, chắc mẹ ngồi đâu xuống cùng. Nè chị Anh Nguyên nè, cười hoài. Chị Anh Nguyên 140 nè. Chế Minh Thư nè. Bộ này size gì đây, thấy nó quăng mất mẹ cái size à. Bộ này XL là của ai nè? Bộ XL là của Uyên Phương nè, lộn lại cho chị Uyên Phương nè. Dạ chị Nguyên Thao với lại Trần Triều Khang là 2X nè, còn 2 bộ 2X nè. Còn đúng 2 bộ 2X luôn. Nguyên Thao. Rồi bộ đây cha bé Trần Triều Khang nè. Cha bé Trần Triều Khang. À, bây giờ còn đúng bộ 100kg nè quý vị. 140. Em còn đúng bộ 100kg. Chị nào chốt bộ 100kg chốt giùm em bộ 100kg nha. Còn đúng bộ 100kg à. 75kg hết size chị Mai Khang, chị giờ chị chốt chậm á. Em còn đúng một bộ 90 đến 100kg. Xả cho mấy chị 140. Không có ai đúng không? Ủa biết lần không? Ngày ở cái gì uống 3 ly hồng trà trân châu mà gì không nhai, sao gì ỉa gì cũng thấy cục trân châu đúng không? Anh nói vậy người ta nghe được rồi người ta quánh giá em sao anh? Ờ à, không. Chị nhắn tin rồi đó Yên. Dạ chị nhắn tin em gì chị Thảo Huỳnh Huỳnh? Chị nhắn tin em gì vậy? Thôi nhắn tin cho chị Thảo Huỳnh Huỳnh. Ờ lấy bộ beo hả? Chị má ơi, bây giờ đứng dậy lấy đi Bi. Tao phóng cho tao kia lần nè Bi. Đứng dậy cái con cái xương cục chị nó đau quá. Mấy chị của em sale hàng sale không? Hỏi thiệt. Sale hàng sale, tắt cái máy lên lầu nha. Chị Thảo Huỳnh Huỳnh đó con. Thảo Huỳnh Huỳnh 140 nè. Tại bây giờ sale là sẽ lên lầu sale hàng set cho mấy chị. Ha. Sale hàng set cho mấy chị ha. À, lên lầu nha. Lên lầu, Bi Bi Bi. Đi Bi ơi. Chị Bi đi, Bi cầm cây live stream đây nè. Đi lên lầu, Bi đi lên lầu. Xả bớt cái set đỡ ngày mai á. Dọn dẹp xong rồi cái mình xả set đi. Hết rồi Dung Huê ơi. Xả set rồi ngày mai ấy rồi cái mình ấy á mấy chị. Đi Bi ơi. Cầm cây live stream. Đi mà mình đi. Anh Tân phải lấy nè. Duyên để mấy cô ở đây luôn. Đưa mấy cô lên với Duyên. Đây. Chị Bi. Chị Bi bận mấy quà. Hello mấy chị. Hello. Lên. Lên mấy chị ơi. Lên nha. Mùa sớm miên lành. Mọi người lính giải phóng quê nhà. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đừng chọc con nha, tính con nóng lắm. Ủa chị Hương, bộ này em có bán mà em bán nguyên bộ 3 mẫu luôn á. Chị Nguyễn Thu Hương nhắn tin cho em liền đây, em gửi hình cho. Chị Nguyễn Thu Hương, Yên ơi, nhận được một đơn hàng rồi đẹp, nhưng mà quần bò của em bị rộng bụng quá chị. Cái quần này chị bị rộng bụng mà không phải hàng sale á. Chị chụp, chị trải cái quần ra, chị chụp hình cho em đi. Để em coi thử là cái mẫu đó nó còn sai chị không. Còn sai em đổi cho, không còn sai thì em cho chị lựa mẫu khác nha chị Lệ. Đó đơn giản lắm. Nhắn tin cho cô Nguyễn Thị Thu Hương đi gì vô gì. Con tải ba cái mẫu đồ này nè bé Lùng. Con gửi cho cô Nguyễn Thị Thu Hương đi.
ba mẫu này nè. Tại trên bài viết chị Hương nhắn tin cho em gửi ba mẫu này, em chụp hình đàng hoàng cho ra con người cho chị coi nha chị Hương. Rồi xã gì? Xã bộ thể thao nha. Lên à, lên gì đây ta? Xã bộ thể thao cho mấy chị nè. Xã bộ thể thao. Trời ơi, giờ hàng nhiều quá không biết bán sao luôn á chị. Thứ nhất là bây giờ em sẽ xả bộ tim nha mấy chị trước. Một khi em xả là giá nó sẽ cắt biệt với lại cái hàng chính quy rất là nhiều, cho nên bởi vậy cho nên khi mà em nói hàng sale em không cho đuổi trẻ là vậy ha. Mấy chị phải suy nghĩ cẩn thận trước khi mấy chị chốt hàng nha. Rồi đây, em có một con đầm nè. Mà xin tì là đầm này con Quỳnh Như vừa nha, đầm body. Ở trong là áo dây nè quý vị, đầm này yên cũng vừa, 82kg yên cũng vừa nha. Rồi còn con đầm 250 xả cho mấy chị 150 luôn. 250 đầm body xả cho mấy chị 150 ngàn. Đây, 250 xả cho mấy chị 150 ngàn. Mấy chị coi giúp em nha. Đẹp lắm nha mấy chị. Rồi chốt giùm em đầm bò 60 đến 80kg vừa. Đầm này em có mặt em chụp hình là vải đẹp lắm. Vải rất là đẹp. 60 đến 80kg đầm bò. Chị nào chốt đầm bò thì chốt lên giúp giùm em bò bao huyền bò ha. Chị nào chốt đầm bò chốt lên giúp giùm em đầm bò. Có một con thôi. Chị nào chốt đầm bò thì chốt ha, không chốt thì treo ở dưới tiếp. Thật sự là mấy cái con này em like ít lắm. Em like, em hàng về mà em like có một lần là mà em sale mà. Rồi tối nay em xả bộ đây nè. À, em xả bộ này là nhiều người ghen. Thứ nhất nó là bộ lụa nè, quần ống rộng nè. Thứ hai áo có tùng chi vú 220. Em xả cho mấy chị với giá là 150 ngàn. Đẹp không? Bộ này mà em mặc em like là bao nhiêu người hỏi luôn. Chốt giùm em bộ tim kèm số ký. Mấy chị chốt giùm em bộ tim kèm số ký đầm bò của chị Hương Chu 150 nè. Chị Hương Chu mặc đầm này đẹp dữ dằn lắm. Mặc mang thêm một đôi giày thể thao nữa. Chốt giùm em bộ tim kèm số ký nha. Bộ tim XL nè. Bộ tim kèm số ký. Trời ơi, bộ này mấy chị mặc lưng cưng lắm. Cái kiểu sang á. Sang dữ dằn lắm nha. Đó, còn được 6-7 bộ nè. Chị nào chốt bộ này thì chốt lên giúp giùm em bộ tim ha. Chị nào chốt bộ này thì chốt lên giúp giùm em bộ tim. Bộ tim nè mấy chị. Ai chốt bộ tim thì chốt lên giúp giùm em bộ tim. Đây. Cùng mặt dòng trên rừng Trường Sơn. Ai đưa ai đâu xa thầm bộ tim XL của chị Phương Thảo. Nè Thảo Huỳnh Huỳnh nè. 150 của Thảo Huỳnh Huỳnh. Chị Phương Thảo Tỉnh nè. Chị Phương Thảo Tỉnh 150 ngàn của chị Phương Thảo Tỉnh nè. Về chị gì đó nhắn gì á. Đó ai chốt bộ tim chốt giùm em bộ tim nha. À chế duyên mình này mua lâu rồi nè. À, bộ này size 100kg. Bà báo giá gửi em bộ đấy, chọn size cho em nhé. Ok Hương. Hương này mua đồ mình rồi mà, Nguyễn Thị Thu Hương mua đồ mình rồi, size 100kg. Con gửi ba màu cho cô Hương chưa? Rồi. Thiệt không? Sao gì thấy có một màu ấy? Ờ à, đúng rồi, ba màu. Suy xét lại. Rồi. Nhớ chưa, một cái kệ bán cá tóp mỡ nha, trời ơi con quỷ nào à. Shop mình ở đâu vậy ý yên? Bà xấu phố phường nắng. Bộ tím còn không vậy? Gì anh? Bộ tím còn không? Bộ tím nào? Bộ tím nãy giờ ai biết? Bộ tím 70kg của Tường Vi Kho hết rồi nè. À, bộ tím của chị Vân Thúy XL còn nè. Vân Thúy XL. XL của Vân Thúy 150 nè. Bộ tim quần dài ống rộng đúng rồi. Hay Linh Thảo ơi, còn XL lấy được không hay Linh Thảo? Bộ tim của Vân Thúy nè. Vân Thúy à, Vân Thúy có rồi, Vân Thúy có rồi. Vân Thúy có rồi. Bộ tim có rồi, đồ thể thao có, để em lên đồ thể thao cho chị coi. Bộ tim này à, sao ta? Bộ tim này á, là chỉ còn size size lớn thôi, size 70kg hết rồi. Hay Linh Thảo lấy XL được không? Hay Linh Thảo lấy XL được thì lấy nha, còn không lấy được thì nó không lấy ha. Chứ rộng về mặt không được rồi, không có được ấy rồi. Trời ơi, lùn ơi, nó không mát một cái cọng gió luôn á luôn. Thiệt. Nó không có một cái nguồn gió yêu thương luôn á con.
đổ mồ hôi háng luôn á. Cũng từ con bi ra không đúng không? Nóng mát chưa? Mát chút chút à. Lấy hai cái đầm mày bỏ lên trên nó lùng mà. Nó che mày cái đít sau cái đầm mày lấy đâu nè đó. Trời ơi là trời. Tụi tôi căng thẳng cũng tụi tôi chết sớm cũng gì mấy cái pha này nè. Quạt số lớn một chút vậy anh. Anh ra anh mua đem cái quạt công nghiệp bự bự vậy đây. Mua quạt trường luôn ba. Chứ anh thấy gì không ổn mà. Không giờ rộng đúng rồi, bộ này đó hơi rộng. Gọi lên cho mấy chị cái gì ta, áo sơ mi thâu giờ vậy nè, giờ dày đi, bán áo sơ mi cho 70 ngàn cho hết luôn đi. Nhưng mà form Hàn Quốc đẹp lắm, mỗi tội nó bị nhầu thôi. Em nói tình trạng mỗi tội nó bị nhầu thôi nha, chứ áo thì form đẹp lắm rồi, còn bán 70 ngàn luôn nè. Dạ size từ 65kg đến 88kg vừa nè. Mấy chị thấy form Hàn Quốc đẹp không? Rồi chốt giùm em sơ mi sọc 70 ngàn. Ai chưa chốt thì chốt đi ha. Sơ mi sọc bán mấy chị 70 ngàn. 70 ngàn sơ mi sọc mấy chị mua. Chứ đứa nó ngồi cắt móng chân, đứa nó ngồi nó bấm điện thoại cho bồ. Rồi anh Quỷ kia ngồi móc cái mũi. Chán. Bán ế nhìn nhà em chán lắm mấy chị. Hai sơ mi của chị Nguyên Dương nè, con hồng con xanh. Xếp lại cho cô Nguyên Dương để con đi nó bóp cắt móng chân đi. Cô Nguyên Dương mà hồi nãy á con à, hồi nãy mà chơi hát dở đó. Ừ, cái cô đó đó. Nha, hai con người ta bán 140, con bán hai con 240 cũng được. Cô Nguyên Dương đó đó. Em xem lại bộ trái chim chị mới bỏ xuống, chị Tuyết La Vi nhiêu ký hả? Chị Tuyết La Vi cho em số ký đi. Rồi bộ xanh này. Nè, 60 đến 80 ký. Còn một bộ 160 cả, kèm với cái quần thể thao nè. Ừ, tôi tự hao xuống cho mấy bài đi chứ tôi mặc vẫn còn thoải mái nè mấy bạn. Nè, bộ thể thao xanh vải đẹp không? 60 đến 80kg. 60 đến 80kg bán 160. Sơ mi sọc hai cái để em kiếm được đủ hai cái không chứ em sợ trùng màu á chị. À, cái xanh cái hồng nè. Của chị Như Ý Huỳnh về ủi giùm em nha chị. Tại vì cái này lụm hàng ở dưới kho, dưới cùng á. Hai con để cho mấy lùm nó ghi Như Ý Huỳnh Nguyễn. Để nó khỏi cắn móng chân. Hello chị Tí Hằng. Áo sơ mi sọc cho chị phải không? Dạ ok chị Mai Khang. Chị Mai Khang chị về ủi nha chị. Ủi chứ đừng nó cầm cái áo nó. Trời ơi dúng nùi dẻ không có chị. Áo form đẹp lắm ha. Rồi đây. Rồi bộ thể thao cho ai vậy? Trời ơi thể thao của chị Nga Đông nè. 160 của chế Nga Đông nè. Trời ơi bà Nguyễn Lý nãy giờ bà ngồi suy nghĩ 8 tiếng đồng hồ. Bà coi thử coi tôi có ba treo đầu dê bán thịt chó không á. Nguyễn Lý nè, ở lộn Nga Đông nè. Nga Đông à, Nga Đông trăm mấy quân rồi 160. Rồi bi dớt ra sau bộ đen rêu đó nữa đi. Cho chị Lê nghe. Người theo dõi năm thâm niên. Cho em cái đầm ngọc trai 75. Để cho suy nghĩ kỹ chưa, không cho kiểm tra hàng đó nha. Coi chừng bị lừa đó bà nội. Bà lầy lắm nha. Anh Tư ơi cho em cái đầm ngọc trai sau lưng cái lùng ngồi hồi nãy đi xa XL. Lấy cho ai gì đó hả? Cột dây áo lại Yên ơi à, không cột là lòng hồi lát cái thiên hạ. Em bị rồi nha chị. Có bữa em cởi cái áo đó chị ạ à. Đầu má cởi nhanh nữa. Lê nghe đúng không? Lê chị Lê nghe đúng rồi. Đầm ngọc trai nha anh Tư. Phô không rồi đúng rồi. XL nè của chị Nguyễn Lý nè. XL của chị Nguyễn Lý nè. Cái con sơ mi đó đẹp lắm á. À. Rồi xin địa chỉ số điện thoại nữa. Cái con sơ mi đó em nói thiệt với mấy chị là đẹp dữ dằn lắm. Mấy giờ rồi? Tới giờ ngọ canh ba chưa? Giờ tí canh ba. Ai 90, ai 90, 93kg. Dưới 93kg chốt con áo này nè. Chốt con áo lá trúc đen là đẹp lắm nha. 100 ngàn vải lụa rất là đẹp luôn. Vải lụa đẹp dữ dằn lắm nha. À, an tâm mua đầm đi. Tôi nói là đẹp. Cảm ơn chị Nguyên Dương. Để nói là đầm đẹp rồi, mỗi tội hát dở thôi. Để em quyết định là qua tuần sau em nghỉ một tuần để em luyện giọng. Thiệt. Đây. Áo này là size khoảng cỡ mấy chị 80 đến 93kg. Con này nè. Con lá trúc này nè. Đẹp lắm mà giờ mùa này mặc cái con này mát lắm. 100 ngàn. Cột dây lại không là thù gió. Đó là thò vú không. Em cũng muốn ai thò vú lắm mấy chị. Mà giờ không có ai thò hết trơn. Chai đẹp thò cũng được, cái chai cỡ như 7BD em cũng mệt muốn chết mẹ rồi chị ơi.
nha. Mấy chai đó đừng có cho em thù gió nha. Rồi hôm nay em xả hàng xưởng nha mấy chị nè. Ai cô lên nghe gấp mới hả? À, này nè, mở cái hàng bơm này đi đi. Mở cái hàng bơm. Dạ có, chị Lê Nghe, em còn đồ thể thao nữa nè, chị Lê Nghe chốt đi. Nhà em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha chị Nghe. Đây, em bán like vậy chứ khi mà em lên shop là em làm lại giá hết, chứ không có để giá mà lời cỡ đi đâu nha mấy chị. Đây là bộ hồng, bộ này 60-80kg xả cho mấy chị 150. Trời ơi, bình thường mấy chị mua con áo khoác là để giá đó rồi nha. Mà cái đây là giá này là mấy chị thấy mấy chị trúng cỡ nào luôn. 60-80kg, chốt giùm em bộ hồng xả 150. Có chị nghe. À, em có nhắn tin đừng có luyện giọng nha em. Như vậy mới chất. Như vậy mới chất hả? Trời ơi, chị cứ khen hoài. Chị Thảo Quỳnh Quỳnh, thứ tư thứ năm em làm shop xong giả bộ chị tạt ngang nhà em nha. Nhà em gần nhà chị cách nhau một dậu mồng tơi đó mà nha, nhớ. Nhớ qua mở hàng cái đầm cũng được nha anh chị. Qua mở hàng đi, em sẽ tặng chị một cái chuỗi trầm tóc 350.000. Một cái chuỗi trầm tóc mà có trì chú rồi. Có trì chú của sư phụ em luôn nha. Ghé nhà em đi, 10 khách đầu tiên sẽ có quà. Nhớ nha anh chị Thảo Quỳnh Quỳnh. Nhà dạ, cho chị địa chỉ đi em. Dạ tí xíu nữa. Đường cây trăm á chị, đường Nguyễn Văn Khối á, ngay công viên làng hoa chị tới tí xíu nha. Đó dặn dòi đó. Dặn dòi. À cũ rồi chị, lâu lâu lên móc thì hỏi chị chà đi nha. Rồi chốt giùm em bộ hồng xả 150. Bộ hồng xả 150 con. Bỏ vô bịch xong quăng qua kia đi. Bộ này chốt giùm em bộ xanh ngọc nè. Bộ xanh ngọc 160 coi vải nè mấy chị đã không. Bộ xanh ngọc 160. Ơi ai chốt xanh ngọc thì chốt xanh ngọc đi. Thôi được, có bộ nào size L. Ai chốt xanh ngọc chốt giùm em xanh ngọc nha. Này dính sơn nè. Xanh ngọc. Hồng 150 vi tu không có vừa, hồng dưới 80-82kg thôi. Mua đồ mấy chục triệu không thấy tặng gì hết. Trời. Tặng lòng em nè, tặng em đi chị luôn đó. Thì, nào đi Sài Gòn sẽ ghé yên, chị nhớ nha. Em nhắn tin cho chị chưa ok rồi, gửi hàng cho chị. Chị Nguyễn Lý ơi, em có nhắn tin cho chế Lý đó. Chế phải ok em mới gửi hàng, chứ không ok em không mới gửi hàng nha. Cái vụ mà không cho kiểm tra hàng khi nhận đó. Ha, chế ok em mới gửi hàng ha. À, mua tặng lấy bộ hồng cho chị Vi Tu 150 đi. Ha. Chị mua thêm vài chục nữa đi cho đủ 100 triệu em tặng chị cái chuỗi liền. Chị mua thêm vài chục nữa đi chị. Em quyết định vậy đó. Em tặng chị 100 ký gạo mà chị định tặng em đó, em tặng chị luôn đó. Xanh ngọc 160.000 xanh ngọc. Vi Tu như vậy. Vi Tu 150. Nè, bỏ bịch này qua bên sau lưng bí lô bí bi luôn. Chốt giùm em xanh ngọc ha. Xanh ngọc của chị Hồng Khanh Nguyễn luôn. Hồng Khanh Nguyễn. Đây nè. À, đâu rồi đây. Em còn một bộ sọc nữa, cái áo mất rồi đây áo. Bộ sọc. Nè, hồi bữa xót con dâm nè. Coi thử size gì để đổi cho chị. Hồi bữa chị gì đó có lấy con dâm này không ta? Nè dâm nè. Đây cũng 150 thôi. Bộ đó 160. Nè em còn con dâm nè nè. Em có bộ thể thao sọc nè 160. Sale luôn 160. Chị nào chốt 160 chốt giùm em nha, mã sọc nè đẹp không? Mấy chị mặc mùa nắng cũng được, mấy chị mặc mùa mưa cũng được, trời đánh lưa thưa mà trời đánh thánh đâm mặc cũng được nha. 160.000 bộ sọc. Chị nào chốt sọc không cho kiểm tra hàng hả chị? Dạ đúng rồi chị Hạnh. Nhà em bán 4 năm nay, hồi lúc năm đầu còn cho kiểm tra hàng chị Hạnh, còn sau này không có cho kiểm tra. Biết sao chị Hạnh bị mất đồ hoài á, nhiều lúc nó mất dạy lắm chị, kiểu như nó quen shipper á. Nói với shipper cho bán 4 cái quần sọc đi, nó vô nó thích ưng hai cái kia quá nó rút. Nó bỏ hai người dẻ vô cho em. Sau này em không có cho kiểm tra hàng chị Hạnh. Mà hàng hóa có vấn đề gì là chị em xử lý. Em xử lý ok lắm chị, chứ không đến nỗi nào đâu nha. Trời ơi bộ sọc một nùi. Nhà dưới còn bộ sọc ở cùng cái còn bộ sọc không biết. Chị xem em không xem luôn rồi mà không trả lời em không gửi cho chị. Sọc nào? Sọc cho ai vậy? Sọc cho chị không? Sọc cho cô lên nghe. Anh Tư, anh Tư, anh coi giùm cái kệ gỗ nhà dưới mấy bộ thể thao còn mẫu sọc không? Mày ghi chữ sọc chi vậy mày? Lùn. Mày ghi chữ sọc chi vậy? À, gì? Mới vô có kẹo à? Còn Thành Long An á. À, cái con này thiệt. Cái khách sao gì mà nó lao gì đâu trời.
quỷ cái rồi ngồi giải thích muốn chết mẹ luôn. Cấp cũ mà nó vô nó hỏi kiểm cho kiểm tra hàng á, có riêng mày cho riêng bà Hồng Hạnh này cho kiểm tra hàng shipper, mở quần ra coi thử cu lớn hay cu nhỏ nha. Trời là trời, đổi hình nền xong vô còn ghẹo nữa chứ. Hồi có bữa nè gửi bill hàng đã xong cái mấy chị biết không, tối nó gửi bill hàng cái sáng mai bà nói gì nè. Sáng bà nói nè mấy chị, ủa em có mua gì đâu mà chị gửi hàng. Trời con má này rảnh ghê luôn trời. 75kg vừa chị. Em mới vô coi. Coi can đâu. Coi con cạc. Coi lần đầu. Coi lần đầu coi con cạc. Trời má ơi, nhiều lúc gửi hàng bà xong bà vô bà hỏi vậy nè. À anh thông minh quá, đưa đây. Người ta bộ sọc lề văn sọc khoảng đây màu xanh, đưa cho bé lùng nó cắt đi. Xin lỗi thông minh quá. Rồi đây. Hai cái quần bán cho mấy chị nè. Cái quần này là hồi bữa ai hỏi ta, chị Hồng Khanh Nguyễn hỏi phải không? Rồi đây bán cho chị Hồng Khanh Nguyễn hai cái em bán sale cho chị 140 được không chị? Nè hai cái 220 nè, em bán sale chị 140 hai cái này được không? Đó bán sale cái quần có bo ống trái tim á, bán hai cái 140 được không chị? Thiệt một ngày mà tôi không bị khách ghẹo này ghẹo kia tôi muốn quýnh lộn luôn á trời. Bộ đằng sau em đẹp quá nhưng không đẹp bằng yêu chán cơ. Tưởng đâu bộ đằng sau đẹp mà chốt bộ cho chán. Chán bán cái like gì mà nó chán chết mẹ luôn. Bộ sọc hết rồi nha mấy chị. Hai quần 140 của Hốt nè. Của Hốt hai quần 140 nè. Đó. Chị Hồng Thanh Nguyễn ghi đứa một cái 70 đây Hốt. Vô mua đồ chửi quá. Chị mở gần em nãy giờ em lặt chuỗi hai nắm vú rồi đó. 70 ngàn ở đó chuẩn bị nó ghi gì nữa cầm lao nữa nè. Mày tập trung giùm cái đi lùng. Mấy cô cho con lùng tập trung giùm em cái được không? Ghi 70 không hỏi gì nhiêu gì vậy? Nó ghi 70 xong nó hỏi nhiêu. Em có bộ này 60-65kg nè. Sale cho mấy chị nè. Áo phơm hơi ngắn nha. Kèm với lại chân váy dịu dàng qua lá cành nè. 60-65kg thôi. Hàng này hàng sale cho nên em sẽ bán sale. Hàng này là 260 em bán sale mấy chị 150 nè. Chân váy nè. Áo nè 60-65kg. Chốt giùm em bộ đen 150. Bộ đen 150 chị nào chốt giùm em nha. Chị thấy em không? Thấy em nha. Hồng Phúc Huỳnh Thị. Nãy em hỏi câu trước cũng thấy. Hồng Phúc Huỳnh Thị. Ốc Dũng một nồi sọc mà hết sọc rồi. Thấy. Nhưng mà chưa thấy chốt gì đâu nha. Bộ đen size này size nhỏ nha. 150 của chị Hồng Khanh Nguyễn nè. 150 của... Nè giờ tôi bán cho mấy chị một cái mẫu đầm size nhỏ. Tôi bán cho mấy chị một cái giá giật mình luôn. 80 ngàn một con đầm. Không trâu luôn đi mấy chị, trâu mút đêm nay luôn. Đi bớt hàng nha. Em trâu với quý vị nha. Đây. Em nghe gì không hơi em. Con chứ nó hót giang đầu. Nói chung là từ 60kg đến 70kg. Nè, bán cho mấy chị 80 ngàn con đầm. Đó còn được vài con à. Chốt nhanh đi nha. Ở trên này nó làm hoa nổi đẹp lắm nha mấy chị nha. Nó làm cái vân vải nổi nha. Rồi đầm 80 một cây. Chị Nguyễn Lý hả? Trời má ơi. Đưa anh Tư bỏ vô cái bao đầm ngọc trai này, anh Tư lấy lên á. Đen chị không may sao đó. Nó hết rồi chị Hà. Bộ đen chân váy nó hết rồi. Bộ đen 65kg nó hết rồi nha mấy chị. Rồi chốt đầm 80 ngàn giùm cho em nè. Đầm 80 ngàn của chị Hồng Khanh Nguyễn nè. Đầm 80 ngàn của chị Sunny. Của chị Sunny Trương nè. Đầm 80 ngàn của chị Nhung Ngô nè. 80 ngàn của Nhung Ngô nè. Đầm 80 ngàn của chị Nhung Ngô nè. Nhung Ngô. Đầm 80 ngàn của chị Củ Dương nè. Của chị Củ Dương nè. Đầm 80 ngàn của chị Huỳnh Huỳnh nè. Đầm 80 ngàn của Kim Anh Cầu Kinh Tẻ nè. Thảo Huỳnh 80 ngàn. Thảo Huỳnh 80 ngàn nè. Rồi đầm 80 ngàn Kim Anh Cầu Kinh Tẻ nè. Rồi đầm 80 ngàn của Quỳnh Sáu Nhà Bè nè. Rồi đầm 80 ngàn của... gì vậy? Ai chốt nữa đâu? Hồi nãy giờ đâu ai chốt gì đâu. Hết rồi mấy chị. Ai chốt nữa không? Mỗi lần chồng tôi quậy kêu Kim Anh là cầu kinh tẻ cái là ngồi im mà không biết gì sao nữa. Trời quá. Ồ, không trộn chắc á. Ôi liu liu. 80 ngàn, ai? Ai chốt 80 ngàn nữa? Rồi bà Nguyễn Lý bà chốt chi rồi vô không cho kiểm tra hàng rồi xả nữa. Hỏi tứ bề, hỏi vòng 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 coi bay bắt bới vòng 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 vòng. Hỏi
Thôi đừng nói nữa. Không trả lời thôi. Hỏi bác, đơn giản. Nè, chuẩn bị lên cho con lưới nè. Rồi bay có khói vòng 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 vòng, chụp teo, chụp teo, chụp tèo, chụp tèo. Thầy bác ra đi, ông giờ trở lại. Ra đi, ra đi, bao giòn trong nuôi. Ra đi, à, chết, không, lui. Nè bay, lùng, xếp cái đầm đó, mở trong bịch bóng gương, bỏ ngay cửa đi cho khách đặt hàng, quên ai đặt hàng rồi. Cho em coi đầm 80, đầm đó chị Trân Trân không vừa đâu. Nè, đầm đó 60kg, 70kg à. Nè, nó là lưới nha. Nó mặc sao ta? Nó giống như là cái áo mặc với legging á. Nó giống như cái áo mặc với legging á mấy chị ha. Đây, cờ bay phốc phôi. Rồi bán mấy chị 80.000 luôn. Bán 70.000. Để em coi thử size M nè. Dưới 70kg, size L nè. Size L là dưới 80kg nè. Tay L dưới 80kg nè. Nó bằng lưới nha. Rồi bán 70.000 luôn. À, chồng em đẹp trai. À, chồng em đẹp trai đem ra chặt chơi. Đợi chút xíu. Em bán xong em bắt vô cho chị. Ủa này có ai không đi tiền hả? Kêu bỏ ngay cửa nè. Bỏ ngay cửa chỗ chung con nữa. Tính nóng quýnh tay đôi không? 70.000 của chị Hồng Khanh Nguyễn nè. Con này mặc với quần đùi cũng đẹp. Mặc với legging lửng cũng đẹp. Mặc với legging dài cũng đẹp. Hồng Khanh Nguyễn 70.000. À, áo lưới bé lùn. Nãy giờ cô Hạnh có chốt gì đâu? Đâu chốt chị? Chị làm gì có đâu? Chị làm gì có tiền mua đồ? Ừ, vậy đó. Chị suốt ngày chị ghẹo ngoài cái bữa. Chốt gì chưa? Chị coi liệu hồn có bữa em tính chị em bún trứng gái nha. Đừng giỡn nha chị nha, tính nóng lắm nha. Đừng giỡn nha em, tính em vậy thấy vậy chứ nóng lắm. Tính con nóng lắm nha ba. Nhớ đưa tiền nha. Áo lưới của chế Nhung Ngô nè, nhớ đưa tiền gì á anh? Nhớ đưa tiền đi học. Biết tính này nóng lắm, nóng. Nè, có một cái của size lớn của chị Thảo Huỳnh Huỳnh nè, size 3X nè. Chị Thảo Huỳnh Huỳnh lấy con này đi. Còn mấy trăm nghìn. Biết tính mày nóng, cứ mấy ỉa nóng nóng mà còn dám bóc mà. Mày ngu chưa mày? Mày ngu chưa? Ok. À, okay, chút nữa về tháng 7 cướp ngay đôi dép này nè. À, biểu mày hành hạ nó chơi. À, áo gì? Áo của chị Thảo Ngô, cái gì của Ngô? Trung Nhung, Nhung Ngô áo lưới 70.000 nè. Nhung Ngô áo lưới 70.000 có quần đùi không? Chị Trang, quần đùi hả? Quần đùi em hết cái lô đó rồi. Hôm qua có quần lục quần đùi 50.000 nha, quần đùi nó phơm nó mỏng lắm. Nè, em có một con áo này. Áo này đẹp thiệt với chị nhưng mà size dưới 70kg thôi. Thôi bán sale cho mấy chị 80.000 nha. Chốt giùm em áo phọc nè. Áo phọc 80.000. Chị nào chốt 80.000 áo phọc này, chốt giùm em áo phọc 80.000 nha mấy chị nha. Áo phọc 80.000 một con đó dưới 70kg thôi. Chị nào chốt áo phọc tay lọc thì chốt giùm em 70.000. Chị Hồng Khanh Nguyễn. Nhìn bà Yên mặc cái gì cũng đẹp trời. Sao chị không lấy bộ này đi? Bộ này mặc đẹp quá trời luôn chị Trân Trân. Ha, chơi cái áo lưới luôn ha. Chị mua đi chị đừng chơi được không? Mua đi chị đừng chơi. Con này mặc với quần đùi cũng đẹp, mặc với legging cũng đẹp, chị Thảo Huỳnh Huỳnh. 70.000 của cô Thảo Huỳnh Huỳnh nè. Bộ này có size 100kg của chị Trân nha, bộ em đang mặc nè. Rồi chị nào chốt áo sọc thì chốt lên giùm em ha, áo sọc ha. Cờ bay phất phới vòng 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 vòng. Từ Nam chí Bắc dèo 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 dèo. Đồng về quốc quân một lòng ra đi. À, để em coi thử cái bao xếp nào, lấy em xe cho mấy chị nè. Nào có mong chi. Em xe cho mấy chị bộ thể thao lon. À, quần dài, áo hoodie, áo có nón. Bộ đó 280 em xả cho mấy chị 190. Nè, chốt bộ đây đi nè. Chốt bộ đây là bao liền luôn. Hứa. Mấy chị chốt bộ đây là mấy chị bao liền cho mấy chị luôn đó. Bao liền 190 nha. 280 xả 190. Một áo lưới của chị Mai Khang 75kg phải không ta? Em nhớ đúng không em? 75kg của chị Mai Khang đúng không? Mấy chị thấy vậy á, con này mặc lên phong cách lắm nha. Em nói thiệt. Nè chị Mai Khang phải 75kg không? Mai Khang nè, 70.000 hàng sale á nha mấy chá. À, lấy một tấm hình bảy mặc quần bông chéo chân ra nhé hàng để em. Chị để em. Chị chưa thấy cái hình mà mặc quần beo mà mặc quần beo ở nhà rộng đúng không? Quần beo của bộ đồ ngủ em mà mấy chị biết không mặc quần xì không? Mà nửa đêm mặc ngủ cái giường 2 mét mà té xuống
té xuống cái chân trọng nè. À, em ơi anh té 2 giờ sáng. Chị đợi đi em gửi cho cái hình đó nha. Chị đợi đi em gửi cho cái hình mặc quần beo té giữa đêm. Chị Văn thì xin áo lưới, áo lưới 70.000 của chị Văn thì xin nè. Lộn lại con lộn đàng hoàng lại. Áo lưới của chị Văn thì xin 70.000. Rồi xả cho bộ thể thao. Nè mấy chị có cái áo nón này dễ thương lắm. Cái áo này chỉ có ý may cái màu này thôi. Đây hơi bị đẹp nha. Bộ này 280 phải 190 nha. Đây đây nè chốt đi mấy chị. Nè quần bo đẹp không. Trời ơi bộ này mà xả 190 là mấy chị mua rẻ còn một nửa giá tiền luôn rồi đó. Rồi chốt giùm em bộ thể thao. Áo lưới chị vừa hồi nãy có bày đó. Bộ đang mặc mấy màu. Chị Trang em gửi hình cho chị Trang nè. Bé Lùng chị Trang đợi một phút nha. Bé Lùng nó gửi hình cho chị Trang nha. À, áo lưới 90kg hết rồi chị Tâm Lê. Trời ơi bữa giờ chị Tâm Lê hình như còn cái gì nhà em nữa ta. Hồng bộ ngủ không? Còn cái gì nhà em quên rồi. Hết áo lưới size chị còn không kia size dưới 70kg à. Chốt bộ thể thao lon kèm số ký. Gửi gì? Gửi 3 cái mẫu này nè cho cô Trang Nguyễn. Trang Nguyễn mới mua đồ á. Thấy không? Không. Thấy chưa? Một màu. À, bộ thể thao XL của Yên Phương. Trời ơi bộ này thêm cái đôi giày lên nữa xuất sắc lắm. Em nói thiệt mấy chị tin em đi nha. Tin em đi. Yêu em đi. À đừng nói bộ này hết XL nha. Thông báo cho biết hết XL là em chốt của chị Yên Phương tay L. Bộ này form hơi rộng. Người nè Yên Phương nè. Yên Phương 190. Bộ bộ sọc áo áo sọc à. Sọc là áo sọc này hả chị Văn Thị Dinh? Phải áo sọc này không? Phải áo sọc 80.000 không? Size 60 đến 70kg phải thì ok lên nha. Bộ thể thao 190 của Cindy Trương. Cindy Trương nhiêu ký ta? Chị Cindy Trương ơi, chị nhiêu ký vậy? Nè size L nha. Size L của Cindy Trương nha. Bộ thể thao đó nói chung là có size tới 100kg là nó có một màu, chị mới đưa lên một màu đó Duyên Mai. Bộ đang mặc vải gì có màu hoa xanh không? Có 3 màu lận. Bé Lùng gửi cho cô chưa? Xong bé Lùng gửi cho cô Ngọc Sương đi. Cô Ngọc Sương Phú Yên mới nhắn tin lên á. Ngọc Sương ơi bé Lùng nó gửi 3 màu trong tin nhắn nó vô coi đi ha. 75kg có rồi. Dạ chị Võ Xuân khách mới hả? 85kg xả 190 nè. Nè xả 190 của Võ Xuân nè. Bộ đang mặc cái quần cái vải lụa đẹp lắm. Cổ vét có sao chị không Yên? Có chị. Trời ơi chị Tâm Lê đó nè chị gửi hình vô tin nhắn đi. Hôm nay em về mấy xích bộ đẹp lắm. Em nói thiệt còn không đợi. Chị nhắn tin em đi nói Yên ơi gửi cho chị. Hôm nay mẫu xếp chín tóc về cũng đẹp nha. Đầm tím. Đầm tím cổ vét size 85kg rồi chị Tâm Lê ơi. Bộ thể thao 190 của Yên Mai nè. Có size 100kg bộ này nữa nè mấy chị. Nè của Yên Mai nè. Nhắn tin cho Ngọc Sương đi. Ok của chị Văn Thị Sinh nè. Văn Thị Sinh 80. Văn Thị Sinh 80. Cái bộ thể thao lon này nè. Mấy chị mặc vải nó sướng lắm. Nó thích lắm. Nè Sương cái bộ này nè. Qua cái quần nó may rất là đẹp nha Sương. Cái quần nó may cái form nó đẹp. Ở sau lưng là lưng thun nè. À, cái quần nó may rất là đẹp. Bỏ áo vô quần hay ở trong thì mình cũng không có thấy bụng bự. Áo cổ yếm ở trên là lụa. Mà nó may trừ hao rồi. Mình khỏi trừ hao ngược lại nha. Nó đã may trừ hao. Mấy chị đừng trừ hao ngược lại cho em ha. Cái đầm tím đó là chị Tâm Lê size 85kg là lớn nhất á. Ngày mai nó về thêm màu đỏ và màu đen nè ha. Chị Bùi Thu Hà nhắn tin đi. Em có đăng hết trên bay á mấy chị, nhìn trong bay em chụp hình nhiều lắm. Mấy chị muốn đầy đủ là mấy chị lên bay mấy chị kéo lên ha, mấy chị cứ kéo lên. Nó có nhiều mẫu lắm ở trong đó đó mấy chị, nhiều mẫu lắm. Đó bộ thể thao 190 của Uyên Mai cũng có rồi nè ha. Đó chị nào chốt cái gì nữa thì chốt giúp giùm em. À, có gì đẹp gửi mẫu. Ở trên bay á em đăng hàng ngày có mẫu nào về là em hay đăng lắm mấy chị ha. Rất là hay đăng. Hay đăng lắm. Cho nên là mấy chị cái mẫu nào về nè. Hồi nãy ai chốt bộ sọc chết mẹ rồi, 4 bộ sọc nè. Hồi nãy ai chốt bộ sọc ta? Chết cha rồi. Ô hồi nãy ai chốt bộ sọc vậy mấy chị? Mấy chị ơi, nãy ai chốt bộ thể thao sọc 160 vậy? Chết cha rồi.
kéo lên nè, áo lưới, ai chốt bộ sọc. Rồi, bộ sọc hồi nãy chốt cho chị Lê nghe hả? Bộ sọc của Cindy Trương nè. Ai chốt bộ sọc chốt lên lại giùm em đi nha. 160 hả chị? 160. Ai đã chốt bộ thể thao sọc 160? Cindy Trương nè. À, ai ta? Hồng Khanh Nguyễn phải không? Hồng Khanh Nguyễn nè, tại hồi nãy bộ sọc kia chốt cho cô nghe đúng không? Hồng Khanh Nguyễn rồi, ai chốt bộ sọc nữa nè, mới kéo được tới nơi nè. Ai chốt bộ sọc đâu rồi ta? Yeah. Bộ sọc của Cindy Trương, bộ sọc của Lê, bộ sọc của Ốc Dũng nè. Hồng Khanh Nguyễn, Ốc Dũng, Cindy Trương, Lê Nga. Rồi hết bộ sọc rồi. Còn đúng một bộ thể thao sọc, ai chốt chốt lên em nha. Bộ sọc biết trai mặc được không? Cái bộ này là trai gái mặc gì cũng được hết đó chị. Bộ sọc của Cindy Trương rồi, bộ sọc ốc dụng, bộ sọc của Vito 160 nè. Dạ hết nha mấy chị, thể thao sọc. Như bộ đang mặc 200 chị đang. Nhưng mà ở ngoài á, chị cầm cái bộ mà quần ruốc với áo ruốc dễ thương lắm. Bộ quần xanh với hoa li ti xanh cũng đẹp. Chị Võ Xuân bên em có điện thoại chút hàng, chị cho địa chỉ rồi chốt tiếp mà chị Võ Xuân. Chị Võ Xuân ơi, bên Nhã Yên đó là không có cho kiểm tra hàng khi nhận mà cũng không có gọi điện chốt hàng. Cho nên là chị chốt hàng qua tin nhắn, lỡ có lộn cái gì thì vào dựa vào cái bill đó để giải quyết hàng, hiểu không? Đó, chị Trang lấy bộ sọc hết rồi. Bộ đang mặc hay của Nguyên Lê. Rồi, ok chị Nguyên Lê, xuống ngay dưới đi Bi. Nó nằm dưới cùng á. Rồi, hình như anh Phước Khiên ngay dưới bộ hay của Nguyên Lê. Hay của Nguyên Lê rồi, chị nào lấy cái bộ đang mặc kèm màu thì chốt lên giùm em cho bé Bi nó lấy luôn nha. À, bộ sọc thể thao hết rồi, rồi ok bộ lon này mấy chị không mua không, anh ơi cho bộ lon này vô kho giùm em nha, sắp lên cho bé lùn nó sắp không nổi đâu, cho bộ lon vô kho đi nè. Áo áo này là áo bao nhiêu người hồi bữa giật lộn nè, còn được ba con bị đè xuống nè. Áo sơ cây 60-90 kg vừa, 65-9 kg vừa, phơm không có dài cho nên khi mấy chị mặc dưới jean rất là đẹp ha. Phơm không dài cho nên khi mấy chị mặc dưới jean rất là đẹp nha. Đó, chị nào chốt áo sơ cây chốt giùm em khi nào về không. Tao đang cho nó may gấp hai mẫu đó. Rồi hồi bữa giờ gửi mẫu nhiều quá nó bị lỏng rồi, nó kêu là bây giờ gom lại. May cái gì cần trước thì nó sẽ cho may trước và tao gửi cái mẫu vest với áo khoác vest cho mày. Quần có co giãn chị Trang đừng có sợ. Chị Trang tin em đi, may form cho người mập lúc nào cũng trừ hao chứ không phải may form cho người ốm. Cho nên là chị cứ vô tư nha, Tiến Nguyễn Thị 140 nè. Cho nên chị Trang khi mà chốt cứ kèm chiều cao cân nặng lên cho em là em chốt, chị đừng có lo. Nếu không vừa em sẽ đổi size cho chị Trang ha. Dễ lắm, không cho kiểm tra hàng nhưng mà hàng hóa có vấn đề gì chị trải bộ đồ ra chị chụp. Chị nói Yên ơi bộ này chị bị chụp nè, em đổi chị lớn hơn size vậy thôi đơn giản. Rồi em sẽ tự động đổi cho mấy chị ha. Bộ xanh size nhiêu ký chị Trang ơi? 200 ngàn một bộ. Nếu mà chưa hiểu ý của shop bên em thì cứ mua rất thôi. Chừng nào mình đã biết cái như thế nào rồi đó mình hãy mua nhiều. Mua một bill đầu 2-3 bộ, 1-2 bộ được rồi. Chị Võ Sơn á, chị nói là bây giờ có một cái à, để mua cái nữa rồi phải cho địa chỉ gì đó. Chị Trang ơi, chị vào chị cho địa chỉ xong rồi em mới bán hàng cho chị nữa nha. Cho chị chốt một cái trong quá trình bây giờ mà 5-10 phút không có địa chỉ với số điện thoại chị đầy đủ là em sẽ xả bill chị Xuân ha. Đừng có giận hờn mấy cái chuyện này giận hờn nó không có đáng nha. À, lấy bộ xanh bé Bi, xuống lấy tiếp bộ xanh á, là bộ quần xanh áo holiday xanh á, bộ này nè cái bao đó luôn, nhưng mà size XL là mấy cái đổ ở trên á, ở trên là XL á Bi. Dạ ok, bộ xanh 200 ngàn của chị Trang nè. Áo sơ cây có chị nào lấy nữa không ạ? Áo này hàng hiếm lắm, em nói thiệt, hàng Việt Nam xuất khẩu mà kiếm mấy cái con áo này để mặc riêng hiếm lắm mấy chị, khó kiếm á mấy chị à. Khó kiếm nha chứ không phải dễ kiếm đâu. Chị nào mua hàng xuất bên em là biết rồi ha. Cái này khó kiếm lắm. Trang Nguyễn đúng rồi. Chị Trang Nguyễn nè, áo sơ cây lính nè, sơ cây xám và cái này là sơ cây lính. Sơ cây lính thì form nó nhỏ hơn một tí. Sơ cây lính thì nó tới 85-88 kg, còn sơ cây xám nó có thể 90 kg cũng vừa ha.
nó có thể 90kg cũng vừa nha mấy chị nha. Nói rất là rõ cho mấy chị luôn đó. Em có một con áo nè, ở trước nó là form sơ mi vôn 2 lớp, ở sau nó là thun. Con này thì dưới 72kg. Nè còn một con em sale cho mấy chị 90.000 nè. Còn một con đen em sale cho mấy chị 90.000. Sale 90.000 luôn nha. Đó hồi bữa Bi nó lấy đồ xuống live giùm, nó còn sót nè mấy chị. Trời ơi bữa đó mua quá trời mà không có giùm bán, giờ nó còn sót nè. Nè con đầm đá size 18 nha. Đầm đá size 18 rồi coi thử giùm nha. Bỏ này vô luôn à. Em coi thử giùm size nào nè. Lấy bộ xanh 75kg cho chị Trang nè, có rồi. Rồi giùm nha. Giùm này là 150.000 giùm đùi. Giùm đùi 150.000. Chị nào mà mặc con giùm này rồi thì sẽ biết form nó thôi, nhưng mà giùm này còn size lớn. Còn size 80 đến 100kg ha. Còn size 80 đến 100kg nè, mấy chị coi giùm sọc nè. Nè giùm đen nè, a à, giùm sọc mà hai bên có túi nè, vải đẹp lắm. Rồi giùm sọc này bán cho mấy chị là với giá là 150.000 ha. 150.000 có size tới 100kg nè ha. Có size tới 100kg, có size nhỏ cho chị Uyên Phương nè, chị Uyên Phương qua mấy màu nè. Nè. Chị Uyên Phương áo cái gì anh? Áo xe cây trắng là gì? Áo sơ cây trắng của chị Thúy Phan. Phú Yên nè. Cái áo sơ cây này form đẹp lắm chị. Nè, Thúy Phan 140. Giùm này có một con size nhỏ nè chị gì đó. Chị Thúy Phương chị ạ. Chị gì Phương Phương quên khách mới mình quên mất rồi. À chị Yên Phương muốn đổi con này thì đổi nha, có size 1X nè. XL. XL là 1X đó chị. Hôm nay mới nhận giùm xong đẹp lắm. Ok Yên Mai. Nè con này size 1X nè. Nói chung là giùm này có size từ 70kg nha. Giùm này có size từ 70kg nha mấy chị nha. Có size từ 70kg ha. À, còn hồi bữa quá trời người mua luôn Bi. Mà không có, giờ nó nằm ra đây một nồi chết mẹ rồi. Ăn cho hết rồi. Ăn cho hết. Giùm bụng bự mặc được không? Chị Lê Nga hỏi đi. Chị Lê Nga hỏi mấy chị rồi bữa mua giùm Uyên Mai rồi bữa nó mua giùm á. Thôi chị vì màu cũng sáng. Áo đen của Minh Bình. Áo đen của chị Minh Bình là 90.000 nè. Hồi chiều có tặng cho mẹ chị Minh Bình một cái tú, một cái nè, giùm đùi của chị Quyên Phạm quận 12 nè. 150 của Quyên Phạm quận 12. Giùm này mặc gọn lắm mấy chị. Em nói thiệt, mặc không có hề thấy bụng, thấy bự, thấy đồ đâu nha mấy chị. Mặc đẹp lắm ha. Chị nào chưa mặc cái này thì tranh thủ mặc. Lùm bao nhúng cái gì cái khăn này lùm. Bụi quá trời. Giùm đùi của chị Nguyên Phạm quận 12. Áo sơ cây. Mai em bấm giá áo rồi lên. Hết. Giờ coi được cái này cái gì xả cho mấy chị luôn nè. Xả nha. À, bộ rút bụng. Trời ơi bộ rút bụng này em không sale luôn á, bộ này em còn size dưới nè. Mấy chị coi cái form rút bụng giùm em nha. Nè 60 đến 70kg nè. Trời ơi xinh lắm. Nhưng mà giờ có một bộ trên này em sẽ sale cho mấy chị, bộ này là 250 nè. Có một bộ trên này em sẽ sale cho mấy chị với giá 200. Bộ này em không có bán nha, không có sale nha. Khung gân nè ha. Mấy chị coi quần dài nữa nè. 60 đến 70kg bộ rút bụng. Chị nào chốt bộ rút bụng, chốt giùm em bộ rút bụng nha mấy chị nha. Có cái đùi ngọn nữa. Xả bìu chị Võ Sơn nha. Xả bìu chị Võ Sơn đi. Có quần đùi 100kg không? Chưa chị Thảo. Chị Thảo đợi em 2-3 ngày đi. Chị Thảo đợi em 2-3 ngày đi. Em bung cái hàng này ra hết xong em cho xuống dưới nhà dưới kho rồi hết để có chỗ đứng like lấy hàng cho mấy chị dễ chứ. Qua like qua lần em không nhớ là em bán mấy chị cái gì á. Ai hỏi gì em cũng kêu hết, thật sự nhà em không có chỗ để đồ luôn. Em nói thiệt, đó là cái nguyên nhân tại vì sao là. Nè bỏ cái bịch đồ bộ này vô kho luôn đi anh. Cái bao quần bờ đây anh bỏ kho đó. Đó. Hả? Để mà. Có lấy nào đặt đây mà. Thì bỏ cái đó lên kho, em kêu em bỏ lên kho, em bỏ còn đây nhè nữa chứ. Nhè đâu? Nãy mới thấy. Ờ, kêu nào? Mời tay ai?
Tôi mới cho mày 200 á. Đó là những gì biết hãy không cho được rồi. Ba nghĩ ba không cho bà yên với con ư? Ông nghĩ không, ông cha nó không yên với tôi vậy? Ông nghĩ sao vậy? Hàng ngày sống cái xã hội này nhiều bệnh lạ ghê. Lên nữa không mấy chị? Không. Hai tụi ai giỏi lắm, tiền thì mày muốn lấy liền à. Kêu lên nữa không? Không. Ở đâu đó trả lời vậy cô Thủy? Nguyễn Lý là nãy cái xe L đúng không? Giờ con kêu gửi cho em nhé hả? Ít L. Con kêu anh Tư tiếp hay chậm không? Chữ cho vui vui. Cái nãy dục của Nguyễn Lý dục của anh Châu lấy con dùm cho anh. Ghi dưới luôn đi. Cái đồng. Để dưới đi luôn đi. Thôi được rồi. Đồng Ngọc Trai để lấy cho đúng nha anh Tư. Đúng rồi đó. 076 Phú Thọ. Kêu còn dưới hả? Không. Để em coi thử còn cái mẫu này em lên cho mấy chị sale nha. Có mấy cái mẫu mà xe 100kg là chị lấy liền cho em. Chứ uổng lắm chị. Ha, à, nếu không lấy hai cái nhiều khi bận coi được. Rồi hôm qua có cái quần đùi để vô kêu nhưng mà thôi để từ từ đi. Có nhưng mà cũng phải hỏi ý chị chứ đâu có thể tự chốt được vậy. Không thể nào tự chốt được hết nha. À, sau này. Ok. Sau này. Ok. Rồi. À, xả cho mấy chị mã caro nè. Thôi tối năm tối nay bà nào coi còn coi, còn coi livestream đó giờ thì bà đó trúng mánh thôi. Bây giờ cũng biết nói làm sao hết nha. Đó thì mình không biết nói làm sao cho nên mình cứ nói là mấy chị trúng mánh đi. Em xả bộ này là mấy chị trúng mánh thiệt. Chứ không phải trúng mánh giỡn nha. Nói thiệt lòng á. Không có nói giỡn đâu. Khỏi lòng vòng, mình không phải Hải Phòng nha. Xả bộ này là mấy chị hơi bị trúng mánh á. 250 xả cho mấy chị trăm tơ, à, xả cho mấy chị 160. Xin không, chân váy quần nội 160 là đủ tiền cái con chân váy quần rồi nha. Nói thẳng lên vậy á, nội mà 160 là đủ tiền con chân váy quần rồi. Chưa nói tới cái áo nè, áo xin không. Đó, xả 160 thôi mấy chị quá trúng mánh luôn. Nè áo nè, cái form này mặc lên đúng form chuẩn luôn mấy chị. Cái form này mấy chị mặc lên đúng chuẩn luôn. Em thông báo nhẹ nhẹ cho mấy chị chốt giùm em bộ caro 16 xả. Chào em yêu, giờ mới xem. Sáng chị đi giật biêu luôn chị. Giờ ta gần nghỉ rồi chị đi vô rồi lấy đâu rồi mua hàng giờ cho người ta. Rồi biết chừng nào người ta giàu. Phô không? Bộ này còn sai gì cũng biết nữa. Rồi quất đi quý vị. Quất đi. Hai em quất đi đừng ngại ngùng. Và hãy quất đi đừng lụng đùng. Nguyên Dương 75kg nè, 160 của bé lùn nè. Rồi chốt cho con nhỏ chốt lén nè. Biết nhỏ chốt lén không? Nè bộ này size L cho Dung Huê nè. Có không kiểm tra một cái. Rồi hơn quá Dung Huê, chị tưởng hết rồi chứ. Dung Huê nè. Dạ em nói mấy chị nghe nè. Tối hôm nay là bill chị nào ít hay bill chị nào nhiều cũng cho em đi hết hàng nha. Tại vì ngày mai em dọn bớt cái nhà để em làm shop á. Cho nên là em sẽ like, em vẫn like cho mấy chị. Nhưng mà like mấy cái đó thì em cho dồn bill 2-3 ngày em mới làm bill 1 ngày. Cho nên là tối nay là mấy chị cho em đi hàng hết nha. Lỡ Dung Huê có một bộ cũng cho chị em đi hàng nha. Đó. Tối nay ấy đó. Ai rồi, Nguyên Dương có chưa? Đây. Nguyên Dương và Linh Hoài có chưa? Chưa. Đây Dung Huê. Khi người ta tên chốt tên rồi còn đọc. Lộn, lộn, lộn anh ơi. Lộn anh ơi. Đó, đừng có kêu nó tên đó nha. Linh Hồi con cháu cũng được. Nguyên Mai nhiêu ký quên rồi. Nguyên Mai 73kg phải không? Nguyên Mai nè 160. Trái trời còn ít lời chốt của chị Yên Phương. Yên Phương 160. Yên Phương 160. Bộ này mặt trẻ đẹp mà phơm đẹp lắm nha. À, Trần Triều Khang 2x hơn quá còn bộ Trần Triều Khang. Rồi bộ Trần Triều Khang 160. Rồi ai nữa, Tăng Lệ Châu 2, để em coi còn bộ cuối cùng. Trời ơi, ai sẽ là người may mắn đêm nay. Rồi Tăng Lệ Châu là người may mắn đêm nay luôn. Hết nha Tăng Lệ Châu. Hết nè chị Kim Cúc Đinh. Hết nè chị Thảo Huỳnh Huỳnh. Bộ này mặc cưng lắm Bùi Thu Hà nha. Bộ này mặc rất là cưng rồi.
sẵn trớn em lên luôn cho mấy chị một bộ này. Sẵn trớn nha. Em lên cho mấy chị một bộ LV này nè. Lên bộ này là mấy chị mê mê. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Phê phê bao lòi nha. Đợi em. Đưa cái bao LV sát bên bia đây. Đây. Bộ này còn được mấy bộ nè. Bộ LV gấu còn XL nè. Còn 2X nè. Còn 3X là 100kg nè. Rồi. Bộ này còn XL với 3X thôi, hết size L rồi. Còn size từ 73-74kg trở lên nha. Em cho mấy chị coi bộ này mấy chị bao phê luôn, vải đẹp lắm. Vải áo, vải quần đẹp lắm. Ủa Dung Huê hồi nãy lấy size gì vậy? Dung Huê hồi nãy để cho Dung Huê là size L á. Dung Huê lấy XL thì xả nha chứ hết rồi. Chị nhớ Dung Huê có mấy 70kg mà ta. Rồi đây nè. Xả bộ eo về còn đúng 5 bộ nha. Còn 5 bộ cho nên xả luôn nè. Rồi xả cho mấy chị 160.000 luôn. Mấy chị coi vải nè. Ôi, vải thun lạnh đó, bộ gấu nè. Kèm với quần eo vì có bo chân. Xả bộ đây nữa là mình chia tay nhau nha. Mai mình gặp nhau nha. Đây, eo vì có bo chân. Eo vì có bo chân nha mấy chị nha. Rồi toàn bộ này trên 7 mấy ký nè. XL 72kg trở lên. Dung ơi, nếu mà có xả thì xả ha. Thảo Huỳnh Huỳnh lấy bộ nha. 160 của Thảo Huỳnh Huỳnh. Hồi nãy bộ caro là chốt em size L. Còn nếu em không chốt bộ đó thì bây giờ chỉ có xả ra thôi cho Nhung Lâm thành phố cho hết rồi. Đó em coi thử là mình lấy hay không lấy thì báo liền nha. XL của Uyên Phương nè. Uyên Phương 160. Cái bộ này vải đẹp dễ sợ lắm. Ha. Ok ok chị nhớ rồi mà. Vân Lê bộ 75kg của Vân Lê nè. Vân Lê có thử còn bia ở nhà dưới không Vân Lê? Bộ ở trong sáu bộ này của Kim Anh Trương nè. Em mọi người nhớ nha là tối nay em đi bill hết nha. À em chốt thêm bộ gấu ở Dung Huế. Rồi đây bộ gấu cho Dung Huế nè. Bộ caro kia là em size L đó là Dung Huế nè. Là hết nha mấy chị nha. Là hết rồi. Baby, em xuống nhà dưới á, cái ghế phía trong á, em có một cái bộ LV này nó rớt xuống đất size L này, lấy lên đây để chốt cho xin đi Trương đi. Lấy lên đây cái bộ đó size L chốt cho xin đi Trương. Hết bộ gấu nha mấy chị nha. Hết bộ gấu đây. Tự nhiên còn bộ nhúng đây size L mà không ai lấy, tức ghê. Hồi nãy giờ có ai lấy bộ nhúng đây không vậy? 250 mà sale 200 nè mấy chị coi cái tay áo với cái form đẹp lắm. Cái bộ này form đẹp lắm mấy chị ơi, nói thiệt mà. Cái bộ này form đẹp dữ dội lắm. Xem chị những gì chị chuyển khoản. Dạ ok chị. Ok, đợi em nha. Đợi em. Mấy chị ngồi im ở đây em sale mấy cái bộ nhúng của chị Kim Cúc Đinh nè. 250 sale 200 của chị Kim Cúc Đinh nè. Thay bịch đi thôi. Em còn cái gì đây ta? Em còn cái gì đây ta? Đầm này thì em còn cái hai con à. 280 em đang bay thêm đầm này. Kim Cúc Đinh nhiêu? 200 nè. Cái đầm này còn size 60-70-72kg à. Đúng không? Còn bộ đúng không? Size L thôi, chốt cho xin đi Trường này nè. Đầm này em bán cực kỳ nhiều nè. Khi mấy chị mặc lên cái form đẹp dữ dàng lắm. Nhưng mà giờ còn size 60-70kg à. Chốt đầm 280. Đầm tàu này đẹp lắm. Em nói mấy chị cái con form đầm này nè. Hồi xưa giờ em làm hàng 4-3 năm trời với con nhỏ này nè. Mà chưa bao giờ em thấy nó may cái bộ này. Cái đầm này đẹp như cái đầm này hết á. Hôm nay có về hai mẫu đầm nữa mấy chị muốn coi không? Chốt giùm em đầm 280 nhưng mà 60-70kg nha. Chỉ còn đúng hai con thôi. Ha, chị nào chốt hai con đầm này chốt giùm nha em. Còn gì đây ta? Còn gì đây mà chốt gì ta? Ai mà chưa chốt con đầm phối ren đó thì chốt cho em nha. Gì đây? Áo dây. Áo dây size XL. Áo dây size XL. Ai mà hổm giờ hỏi Yên ơi mặc cái áo dây size 100kg nè. Rồi xả cho mấy chị 50.000. Áo dây size 100kg. Áo dây size 70-80kg nè. Còn 2 con, còn 3 con áo dây. Ai chốt áo dây chốt nha. Còn 2 con size 70-80kg và 1 con size 100kg. Ai chốt áo dây chốt lên giùm em. Chị Thu Kim nè đầm. Trời ơi chị Thu Kim mà về mặc con đầm này phê lắm luôn á. 280 của chế Thu Kim nè.
áo dây 100 ký 50 ngàn của Bích Thủy nè. Qua tao chơi Thủy, giữa tuần qua tao chơi Thủy, xin chồng qua tao chơi. À, áo dây của ai? Bộ nhóm đầm của chị Tu Kim nè, áo dây của chị Thanh Nghe La, Thanh Nghe La, Thanh Nghe Lê, hai con 100 ngàn của Thanh Nghe Lê nè, hai con 100 ngàn của Thanh Nghe Lê. Cái gì vậy? Thấy Thanh Nghe Lê qua chữ của đầu luôn, làm cái lưỡi. Cái bao đồ này là để em trả kho, nhưng mà em lấy lên em bán sale cho mấy chị nè. Em bán sale mấy chị 80 ngàn, nhưng mà đọc áo này chỉ có những chị 100 ký mặc mới được thôi, em nói thiệt. Nhưng mà vải êm lắm. Nè chị Thảo Quỳnh Quỳnh lấy áo này chưa? Em nói thật luôn á, vải rất là đẹp. Em là cái người cầm áo bên ngoài mà, nhưng mà nó là size nó là 100 ký, 95-100 ký, bán cho mấy chị 80 ngàn. À, bán bớt được cái nào thì bán. Áo này bán cho mấy chị 80 ngàn, 80 ngàn áo này. Chị nào chốt áo này 80 ngàn thì chốt lên giúp giùm em áo 80 ngàn nha. Áo 80 ngàn. Rồi hôm nay em xả cho mấy chị mấy bộ N nè, nhưng mà còn size lớn thôi, xả luôn nha. Một áo của Thảo Huỳnh Huỳnh, một áo của Thảo Huỳnh Huỳnh 80 ngàn nè. Áo này phơm rộng lắm chị Hồng Mỹ Chi, phơm này 95-100 ký rồi, chị đừng có lấy. Rồi em xong rồi em xả một bộ N nữa là nghỉ nha, lấy giùm em. Đâu bà nào 70-80 ký trúng mắng nè, tôi đưa cái mẫu lên với bà trúng mắng nè ha. Mua giùm hả chị? Ok chị, 80 ngàn nè của chị Hồng Mỹ Chi. Bà nào 70-80 ký trúng mắng nè, bộ đuổi nha, màu rêu nha. Thôi nè, chị coi phone nè, 70-80 ký mấy chị coi phone mà đẹp không? Mấy chị có cọng dây cột bụng nè ha, ở sau lưng có lưng thun nè, vải rất là đã nè, kèm với quần đùi nè. Bộ này xả cho mấy chị 160, size 70-80 ký, chốt giùm em bộ rêu 240, xả 160 bộ rêu. Chị nào chốt bộ rêu phông dài là về mặt không đẹp kiếm ý im, vừa đẹp vừa gọn vừa ốm và vừa nhẹ nhàng, mùa mát mùa lạnh gì mặc mùa này mấy chị mặc mát cực kỳ luôn. À, rêu của chị Thanh Mỹ nè. À, lấy thêm con nữa hả chị Thảo Huỳnh Huỳnh? Dạ ok em. Chị rêu 160 hết cái mắt hồn mày. Quay. Của con cha mày. Nè 80 ngàn của chị Thảo Huỳnh Huỳnh, Thanh Mỹ rêu 160 nè. Cái bộ rêu nó đẹp cực kỳ nha. Rồi đây, xả mấy bộ N, vải đẹp giống như con eo vì gấu. Xả cho bộ chữ N nè, coi nè nha. Coi bộ chữ N này rồi kìa. Nhưng mà rất tiếc, chúng tôi rất tiếc chỉ còn size lớn thôi nè. Bộ đùi chữ N nè ha. Mấy chị coi phơm áo nè, phơm áo suy sụp xỉu luôn. Nè áo nè, đã không? Đây. Rồi bộ chữ N này xả cho mấy chị 150 cuối like. Rồi còn đúng có 3 bộ à. Hết rồi. Hết rồi người bạn thân yêu, xa cách rồi tèo 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 tèo. Bộ này 90 ký nè. Bộ này 100 ký nè. À, bộ này 90 ký rồi, 80-90 ký một size, 90-100 ký một size. Bộ này là của Yên Phương không có. Bộ chữ N chị Thảo Huỳnh Huỳnh vừa nè, Thảo Huỳnh Huỳnh 150. Cao Ngọc Huệ chữ N này hơi rộng thôi với chị nha. Còn nhiêu em? Mày nhắn cho chị, mày gửi hình đây, chị giải quyết liền cho chị. Xong bộ này xuống chị giải quyết, chị nhắn tin liền với mày cho nhiêu em. Trời ơi bộ đó vải đẹp lắm Như Yên ơi, bộ đó vải đẹp mê mẩn. Chị Cao Ngọc Huệ, cái bộ này giờ còn size XXL là 80-90 ký. Chị mặc hơi rộng, chị mặc không? Đó, chị mặc hơi rộng, chị mặc không? Bộ này của cô Ngọc Tân nè. Biết sao mấy chị làm bill cho cái lùn nó với baby, sáng mai nó đi học sớm. Nhà em đâu có nhân viên đâu, chị lên nghe cũng muốn like kiếm tiền lắm nhưng không có nhân viên. Mấy chị thông cảm giùm em nha. Đó, cho hai đứa nhỏ, hai đứa con em. 100 bán không, chọc cho Yên chửi anh không chửi đâu chị. Bộ N này hết rồi. À, bộ N này rộng, Bỉ Ngạn Hoa được nè. Bỉ Ngạn Hoa 150 nè. 150 của Bỉ Ngạn Hoa nè. Rồi còn một bộ, ai chốt chốt giùm em nha. Nó không có thùng thình đâu chị. Nè chốt bộ này cho Cao Ngọc Huệ. Nói chung là tối nay mấy chị nhớ cho em đi hàng hết, đừng có giận hờn nha. Để ngày mai em dọn hết cái nhà em làm shop.
rồi sau đó mấy chị ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà muốn mua đồ ăn tiệc ăn cưới với nhảy qua em ha, em vẫn like mà mấy chị ơi, cái gì mấy chị cứ nhảy qua em nha. Dạ, dây đen hết rồi chị Thanh Mỹ. Dây đen 75kg này nè, hết rồi chị, hết kính chị em rồi. Rồi em cảm ơn mấy chị nha, hẹn mấy chị mai gặp lại nha. Ok mấy chị, hẹn mấy chị mai gặp lại ha. Nó nghe máy bay là nó sướng lắm mấy chị.